thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện ngắn đời thực đầy cảm xúc và ý nghĩa hôm nay trên kênh youtube Chuyện Xóm Cùng. Huỳnh, tiếng vật gì đó nặng nề đổ xuống ngoài cửa nhà. Văn buông chiếc xe máy đang đổ trồng cành trên sân, lao vào trong nhà với khuôn mặt đầy tức giận vừa trông thấy nhã đang ngồi ở phòng khách cho bé nhi ăn sáng văn giật phăng cái túi đang đeo quăng vào người nhã thế bây giờ rốt cuộc cô muốn cái gì muốn thế nào thì nói mẹ nó ra đi xem nào bao nhiêu tuổi rồi hả mà còn bày đặt giận với dỗi nhã bị chiếc túi đập trúng mặt cô mím chặt môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nhã cố gắng làm cho giọng mình dịu lại đẩy con gái đang sợ hãi đến ngơ ngác ở bên cạnh con về phòng đóng cửa lại tự ăn nốt phần còn lại đi nhé mẹ với bố có chút chuyện cần nói mẹ ơi con sợ nhi ngoan không có chuyện gì đâu con mau vào phòng đi nghe lời mẹ nào nhã vừa dỗ dành vừa đẩy con bé vào phòng nó đóng chặt cửa lại cô quay ra phòng khách mặt đanh lại anh nổi điên đủ chưa hả anh có biết đã làm con gái sợ thế nào không em đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có nổi khùng lên trước mặt con trẻ cơ mà anh bị điếc hay không hiểu tiếng người mẹ kiếp còn không phải tại cô mới sáng ngày ra đã sinh sự à vừa mới đến công ty đã lèo nhèo để trưa hoặc tối về nhà nói thì chết à chồng đi làm cả tuần đã mệt bỏ bố ra rồi chỉ vì vài cái rác chưa vứt cái quần cái áo vứt đầu giường thôi mà cô cũng phải lèm bèm mẹ nó đi làm đã đủ bù đầu mệt mỏi rồi lại còn phải để ý từng tí một nữa cô không biết thương chồng một chút nào à mỗi mình anh đi làm à tôi không phải đi làm chắc cái nhà này là của một mình tôi hả sao lúc nào cũng nói cái giọng đó thế anh đi làm về chỉ việc tắm rửa xong là lên giường còn tôi thì đủ thứ việc không tên anh biết không bao ấm ức như cơn lũ trào dâng trong phút chốc mắt nhã đỏ bừng cô nói liến thoáng như máy phát không để cho văn kịp xen vào về đến nhà nào là con cái cơm nước giặt rũ nhà cửa không cái nào là không phải đến tay tôi anh đã không giúp được một việc gì thì đừng bày thêm việc cho tôi nữa anh ăn xong thùng rác có sao không vứt vào cứ phải vứt lên bàn cho người khác đi dọn quần áo anh thay ra bẩn thì vứt vào giỏ để giặt không thì treo lên giá đằng này anh vứt mỗi kia một nơi đầu giường dưới đất chỗ nào cũng có. Bát bẩn do anh ăn xong. Anh rửa luôn một loáng là xong. Nhưng anh cũng thả vào chậu nổi lềnh phềnh lên. Toàn những việc nhỏ nhặt như thế. Anh là người trưởng thành mà. Có phải trẻ con lên bá đâu mà sao khó bảo thế? Tôi là con người. Không phải máy móc tôi cũng biết mệt anh hiểu không hả? Có tí chuyện thế mà cô cứ phải nói đi nói lại không thấy chán à? Đi làm ở công ty đã đủ thứ áp lực. Nhường nhịn, để ý từng tí một, về nhà cũng không được yên nữa. Văn tức tối vò đầu bứt tai, không chịu yếu thế chút nào. Thằng này đi làm đêm mới về đến nhà cô có biết không hả? Ăn xong tắm rửa lên giường đi ngủ cũng phải 11 giờ hơn rồi. Có mỗi vài cái bát đĩa cô không rửa được thì vứt mẹ nó đấy. Đã thế, từ hôm nay không phải nấu cơm tôi nữa. Đây đi ăn ngoài xong có người phục vụ đỡ phải lo rửa bát. Quần áo cũng vứt đấy, dồn vào một tuần tôi mang ra tiệm giặt đỡ phải lắm mồm. Được, anh có giỏi thì cứ đi ra ngoài mà ăn. Cảm thấy ăn hàng được cả đời thì cứ việc. Không phải thách, đến lúc đấy đừng có mà khóc lóc xin thằng này nhé. Nói xong, văn hầm hầm vơ chiếc túi đi ra khỏi nhà. Nhã bất lực gọi với theo. Anh đi đâu? Còn chưa nói chuyện rõ ràng cơ mà. Đáp lại cô chỉ có tiếng rồ ga đi thẳng của Văn nhã ngơ ngác với một nỗi bực tức không có chỗ phát tiết cô quơ tay hất toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất nhìn những mảnh vỡ của bộ ấm chén trên sàn nhà tâm trạng của nhã càng trở nên tồi tệ đây đã là bộ ấm chén thứ hai trong tháng này rồi không biết thói quen xấu đập phá đồ đạc này hình thành từ bao giờ cứ mỗi khi bực bội hay tức giận là cô muốn đập phá một thứ gì đó cho hả dạ nhã day day mi tâm một cách mệt mỏi lần nào cũng vậy cứ cãi nhau là văn sẽ im lặng bỏ đi hoặc mặc kệ nhã trong mớ cảm xúc hỗn độn để rồi hôm sau lại làm như không có chuyện gì anh coi điều đó như thể phương án giải quyết vấn đề kỳ thực không phải vấn đề đã tồn tại trốn tránh chỉ tạm thời tránh đi sự căng thẳng còn mâu thuẫn vẫn luôn ở đó lần này qua lần khác ngày qua ngày được tích lại sẽ chỉ càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng đến một lúc nào đó nó sẽ bùng nổ và khi đó sẽ khó mà vãn hồi. Nhã nhắm mắt lại điều chỉnh lại cảm xúc, cơn sóng trong lòng vẫn cuồn cuộn thiêu đốt cô. Sáu năm lấy nhau, chẳng biết tại ai mà mối quan hệ của vợ chồng cô càng ngày càng lạnh nhạt, cho đến bây giờ đã lâm vào bế tắc, khi nghĩ tới chồng chỉ còn lại bất lực và mệt mỏi. Nào còn đâu những tình cảm mặn nồng như khi mới cưới. Mẹ ơi! Tiếng gọi mẹ rụt rẻ của bé Nhi đánh thức ngã cô vội lau nước mắt trên mặt chỉnh lại mái tóc rối bù của mình để không làm con bé sợ nhì đấy à con ăn xong chưa mẹ đưa con đến nhà bác ái nhé con ở nhà bác ngoan nghe lời bác nhớ chưa chiều mẹ tan làm sớm sẽ qua đó đón con bố làm sao thế hả mẹ bố mẹ cãi nhau ạ à? mắt cô bé tròn xoe ánh lên tia sợ hãi khẽ liếc nhìn những mảnh vỡ dưới sàn nhìn con gái mới năm tuổi đã biết cẩn thận từng ly từng tí khi nhìn mình. Trái tim nhã như thắt lại, là cô làm mẹ không tốt, lại để con gái nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Nhã vội lấy chổi và hốt rác, nhanh chóng thu dọn đống đổ vỡ dưới sàn nhà còn không quên giải thích để chấn an con gái. Không phải đâu con, ai dạy Nhi biết hai từ cãi nhau vậy? Bố chỉ là có chuyện bực tức, nên nói tiếng có hơi to hơn bình thường một chút thôi thấy ánh mắt con bé vẫn dán vào những mảnh xứ vỡ nhã bất đắc dĩ nói những cái này là do mẹ không cẩn thận đánh rơi thôi con đừng sợ vâng ạ à, chiều mẹ nhớ đón con sớm nhé con không thích ở nhà bác ái đâu anh cuốn toàn chiêu con thôi dù sao vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu được nhiều chuyện con bé cũng không để bụng chuyện vừa rồi rất nhanh đã nói sang chuyện khác Nghe giọng nói thỏ thẻ như con mèo của con gái mà Nhã thấy lòng mềm nhũn. Được rồi, mẹ hứa với con chiều mẹ sẽ đón con sớm. Vì hôm nay là thứ bảy, trường mầm non của bé Nhi là trường công lập nên được nghỉ. Nhã đành gửi con sang nhà chị gái bán tạp hóa nhờ trông giúp, bởi vì bố mẹ hai bên đều không còn nên nếu không gửi ở đây, cô cũng không thể nhờ vả ai khác. Đưa con gái đi gửi xong, Nhã vội vàng chạy tới công ty may mà chưa bị muộn. Thả túi sách xuống bàn. Cô ngồi phịch xuống ghế thở phì phò vì mệt. Chị Nga đồng nghiệp thấy thế chiêu một câu. Nhà có mỗi hai vợ chồng. Con thì năm tuổi rồi mà ngày nào cũng thấy em tất bật như dâu mới thế. Ngày nào cũng phải sát giờ mới đến. Chạy cong đít lên không thấy mệt à. Đi nó sớm sớm hơn một tí xem nào. Hích, chị đừng chọc vào nỗi đau của em nữa. Sáng nào em cũng phải dậy từ năm giờ mà vẫn không kịp vội ơi là vội ngày nào cũng phi như con điên ở trên đường em chán lắm mấy chị ạ à. khiếp làm gì mà dậy sớm thế chồng mày đâu không bắt nó làm cùng cho đỡ chứ ôi chị nhắc đến lão ấy làm gì em đang điên hết cả người lên đây mắt nhã đỏ hoe cúi gằm mặt xuống để che giấu cảm xúc chị nga cũng rất thức thời không hỏi tiếp nữa khởi đầu một ngày đã không mấy tốt đẹp cả ngày làm việc hôm ấy trôi qua một cách nặng nề. Tan làm, nhã lê tấm thân mệt mỏi tới nhà chị gái đón con về. Cả ngày mãi làm việc nhã quên cả uống nước. Cộng thêm hôm nay có vẻ thay đổi thời tiết. Cô cảm thấy bụng bắt đầu khó chịu, đau nhức. Nhã vốn có căn bệnh viêm bảng quang mãn tính. Năm nào cũng vậy. Cứ mỗi khi giao mùa hay cô quên uống nước là y như rằng bệnh sẽ tái phát. Hoặc có khi cơ thể mệt mỏi là nó cũng quật lại hành hạ cô khổ sở. Nhã ôm bụng, nhăn nhó thả chìa khóa vào giỏ trên tủ giày. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều. Ngày tháng 10 ngắn ngủi đã nhá nhem tối. Căn nhà vẫn lạnh tanh không một bóng người. Nhã mở điện thoại xem thử. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Cô bực bội dắt con vào nhà rồi bảo con bé. Nhi lên phòng lấy quần áo sẵn ra nhé. Mẹ cắm nồi cơm xong mẹ lên tắm cho con cơn đau bút ở bụng dưới cứ nhói lên từng đợt nhã đã uống cả một cốc nước to mà vẫn không thể làm dịu đi chút nào lần nào bệnh tái phát cũng hành hạ cô đến chết đi sống lại nghe tiếng gọi của con gái ở trên lầu nhã khó nhọc nhấc từng bước chân leo lên bậc cầu thang tối muộn khi mà hai mẹ con đã tắm rửa xong xuôi ngồi nhìn mâm cơm đã dần lạnh tanh nhã bấm điện thoại gọi cho chồng sau hai lần đổ chuông mà không ai nghe máy cô vẫn kiên trì gọi tới lần thứ ba thì cũng được kết nối alo em gọi gì mà gọi lắm thế đã không nghe thì tức là đang bận cứ phải gọi như đòi nợ mới chịu được à giọng văn gắt gỏng trong điện thoại khiến nhã cau chặt hai hàng lông mày lại không muốn con gái lại chứng kiến bố mẹ cãi nhau nhã kìm nén cơn tức giận cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể anh đang ở đâu có về ăn cơm không ôi giời tưởng chuyện gì thế mà gọi dồn dập như cháy nhà anh đang dở trận bóng với anh hà tí mấy anh em rủ nhau đi uống bia em với con cứ ăn đi không phải chờ anh đâu thì ra hai lần gọi trước anh cũng biết nhưng không thèm nghe máy cơn giận không tên bùng lên trong lòng nhã giọng cô đã không còn nhẹ nhàng được nữa anh không ăn cơm nhà không biết đường báo trước một tiếng à em đã nói bao nhiêu lần rồi nếu không ăn thì phải báo để người ở nhà đỡ phải nấu, đỡ phải chờ. Có thế thôi mà anh cũng không nhớ là sao. Ôi dào ơi, lại bắt đầu sinh sự đấy. Sao mỗi lần anh bảo đi đá bóng là em lại thế nhờ? Đây là một môn thể thao lành mạnh. Anh chỉ mê cái này, còn hơn khối thằng ra ngoài rượu trẻ gái gú. Em đang nói chuyện báo cơm cơ ma. Em chẳng thèm cấm anh đi chơi, nhưng đi thì phải bảo trước thế thôi. Rồi, rồi anh sợ em rồi. Lần sau anh sẽ nhớ. Có mỗi việc đấy mà em cũng khó chịu. Đằng nào em chẳng phải nấu ăn. Chả lẽ anh không ăn thì em với con nhìn à? Rõ là kiếm chuyện. Anh ăn nói kiểu gì đấy? Nếu biết anh không ăn ở nhà em sẽ nấu ít đồ ăn hơn. Nấu đơn giản qua loa thứ gì đó là xong. Đằng này, anh không bảo. Em làm cả đống đồ ăn ra đấy xong lại ăn không hết cất tủ. Vừa lãng phí vừa tốn thời gian anh có hiểu không hả? Được rồi, biết rồi. Thế nhé anh tắt máy đây. Tiếng điện thoại bị ngắt kết nối khiến những lời còn muốn nói của nhã nghẹn lại trong cổ họng. Cô bất lực thở dài. Cơn đau ở bụng như lại trầm trọng hơn. Nhã lấy cơm cho con gái dục con bé. Mẹ con mình ăn cơm thôi. Không chờ bố nữa. Bố không ăn cơm hả mẹ? Bố con ăn cơm ở bên ngoài rồi. Con mau ăn đi. Cả bữa cơm nhã ăn như đang nhai sáp, chẳng cảm thấy có vị gì ngon cả, không biết vì đau bụng hay vì giận dỗi chồng nữa. Nằm trên giường xoa cái bụng đang đau buốt, tay còn lại vỗ về con gái để du nó ngủ. Đã 10 giờ tối mà Văn vẫn chưa thèm về, Nhã không sao ngủ được, chốc chốc cô lại phải chạy vào nhà vệ sinh. Căn bệnh này là thế, mỗi khi phát tác sẽ khiến người bệnh tiểu rất liên tục, vừa đau vừa bút khiến mặt Nhã nhăn như quả mướp đắng lúc như thế này cần chồng ở bên thì lại chẳng thấy anh đâu. Một mình cô ngồi thu lưu trong nhà vệ sinh, tay phải vịn tường để giữ thăng bằng. Từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu đang lấm tấm trên vầng trán trắng nõn vì đau. Nhã cảm thấy tủi thân ghê gớm. Không biết bắt đầu từ bao giờ. Hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, hờ hững và vô tâm với nhau đến nhường này. Hai người lấy nhau rõ ràng xuất phát từ tình yêu cùng nhau trải qua thời sinh viên đẹp đẽ nhất nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân vậy mà vì sao mới 6 năm đã trở nên vô cảm như thế này phải chăng đúng như người ta thường nói hôn nhân là mổ chôn của tình yêu ư ừ. dù khi yêu nhau nhã vẫn biết văn có hơi trẻ con và ích kỷ một chút nhưng cô nghĩ rằng sau khi sống chung trong một mái nhà trách nhiệm của người chồng sẽ khiến anh thay đổi có lẽ cô đã nhầm cảm giác có chồng mà cứ như là mẹ đơn thân đã rút cạn sức lực và sự kiên nhẫn của nhã từng chút một phải đến một giờ đêm mới thấy văn lạch cạch mở cửa nhã không tài nào ngủ được cũng không phải vì lo cho chồng hay gì mà vì cơn đau từng cơn khiến cô không tài nào chợp mắt được cứ năm hay mười phút lại phải chạy vào nhà vệ sinh một lần thì làm sao mà ngủ cho được ngồi trên bồn cầu nhã nghe ngóng động tĩnh trong phòng cô nghe tiếng mở cửa nên biết văn đã về Nhã đang suy nghĩ khi Văn không thấy cô sẽ đi tìm. Hoặc là anh đi tắm sẽ phát hiện ra cô đang đau đớn vì phát bệnh. Thậm chí Nhã còn tưởng tượng sẵn. Đến lúc đó cô sẽ nói những lời hờn giận như thế nào. Cô muốn khiến Văn áy náy và hối hận vì đã bỏ bê vợ con ở nhà để đi chơi. Đến vợ ốm còn không biết. Dù rõ ràng là Nhã chưa nói câu nào với Văn là cô bị ốm cả. Nhưng kệ, phụ nữ có quyền vô lý thế mà. Nhã thầm nghĩ như vậy nhã đợi. Rồi đợi đã 10 phút nữa trôi qua mà vẫn chẳng thấy Văn có thêm động tĩnh gì. Cô ôm mối nghi ngờ đi vào phòng xem thử. Đập vào mắt là cảnh Văn nằm ườn trên giường ngáy khò khò. Mùi mồ hôi trộn lẫn mùi bia sộc lên khiến nhã thấy buồn nôn. Cơn tức sông thẳng lên đầu. Khiến cô có cảm giác đầu mình sắp bốc khói rồi. Nhã bước tới. Vỗ vỗ vào người Văn với giọng hậm hực. Anh Văn! Anh Văn! Dậy! dậy đi. Cái gì thế? Để yên cho anh ngủ. Văn hất tay nhã ra, mở mắt lẻ nhẹ mấy tiếng rồi lại quay người vào trong ngủ tiếp. Cô không buông tha, tiếp tục lay người chồng. Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy ngay. Cả người anh bẩn thỉu hôi hám thế kia mà không thèm tắm. Cứ thế ngủ à? Chịu anh thật rồi đấy. Bị nhã lay qua, lay lại văn khó chịu mở mắt ra nhìn cô một cách hằn học bẩn một tí không chết được anh uống rượu mà giờ muộn rồi không tắm nữa em không sợ anh tắm muộn cảm lăn đùng ra đấy à hay em muốn anh chết sớm lười mà cũng có thể nói đúng lý hợp tình như vậy cũng chỉ có mình anh làm được đêm rồi mới thèm về không thấy vợ đâu cũng không thèm tìm cứ thế ngủ được anh không lo lắng cho em chút nào hay sao em lại tính kiếm chuyện đấy phải không chỉ trong cái nhà này đi đâu được mà phải bày đặt tìm với trả kiếm. Chắc lại giận dỗi anh nên trốn sang phòng con là cùng. Anh còn lạ gì cái tính em nữa. Thôi, muộn rồi đi ngủ đi. Mai được nghỉ để anh ngủ cho thoải mái đấy nhé. Đừng có mà khua anh dậy sớm đấy. Ngủ. Ngủ. Anh chỉ biết ngủ thôi. Anh có biết em bị đau bảng quang từ chiều đến giờ. Ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi tối không hả? Anh có còn coi em là vợ anh không? có quan tâm em sống chết thế nào hay không nghe vợ nói thế vẻ mặt văn hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng nhăn lại rõ là em cố tình gây sự em ốm thì phải nói anh mới biết được chứ em không nói gì anh làm sao mà biết được anh có phải con run trong bụng em đâu mà cái bệnh của em năm nào chả bị một lần em phải tự biết mà chăm sóc mình chứ thôi nằm lên đây anh xoa bụng cho rồi cố ngủ đi Tuy mồm thì nói như vậy nhưng quay lưng một cái. Văn đã thở đều đều phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Nhã bất lực trào nước mắt. Cố gắng nhưng không tài nào ngủ nổi. Một đêm mà dài cứ như cả một năm. Có người chồng nào vợ ốm mà vẫn ngủ ngon lành thế này không cơ chứ? Điện thoại sáng lên. Hiển thị 5 giờ 30 phút sáng. Bụng nhã vẫn không đỡ chút nào. Cô còn bắt đầu đi tiểu ra máu. Xem ra tình hình không ổn nhã khom lưng tay ấn vào bụng hy vọng giảm bớt đau đớn cô vào phòng đánh thức văn anh ơi dậy dậy đi em bảo cái này cái gì thế để cho anh ngủ mà đã bảo hôm nay được nghỉ đừng có gọi anh dậy văn vùng vẳng đáp một câu rồi lại chùm chăn ngủ tiếp sắc mặt nhã tái nhợt vì đau cô giật chăn xuống tiếp tục gọi anh văn em đau bụng quá đi tiểu ra máu nữa anh dậy đưa em đi viện với. Ôi giời ơi, đi viện gì giờ này em cố ngủ đi, tí nữa là hết đau. Bỏ lại một câu nói như dỗ trẻ con, văn vùi đầu tiếp tục ngủ, nhã vừa đau vừa ức, mắt đã đỏ hoe. Cô không nói không rằng, với chiếc túi rồi tự đi ra khỏi nhà, sáng sớm đã bắt đầu xe lạnh, còn vương sương đêm. Nhã thu mình lại trong chiếc áo khoác mỏng đứng chờ xe taxi phải mất đến 5 phút mới có xe tới đón, nếu là bình thường 5 phút chẳng là gì, nhưng khi đang đau đớn, chỉ 5 phút cũng là một cực hình. Nhã viện cửa xe trèo lên ghế sau, ôm bụng nhăn nhó báo với tài xế, "Cho tôi đến bệnh viện gần nhất." Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt nhã trắng bệch như tờ giấy. Anh ta vừa lái xe vừa quan tâm hỏi, "Cô bị ốm hả?" Nhìn cô có vẻ đau đớn lắm. Nhưng cô chỉ đi một mình thôi à? Không có ai đi cùng sao? Nhã khó nhọc mím chặt môi, cô mệt đến nỗi không muốn cất lời, chỉ lắc đầu coi như câu trả lời. Người tài xế vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hỏi: "Người nhà của cô đâu? Hay cô ở một mình? Có số người nhà ở đó không tôi có thể gọi giúp cô." Suy nghĩ của anh ta đơn giản là thấy cô ra ngoài một mình vào sáng sớm. Có lẽ là cô sống một mình nên ốm đau mới một mình đi bệnh viện, nếu có người ở cùng thì đã khác. Tự dưng anh ta có một sự đồng cảm với cô gái đáng thương này. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô gái ngồi ở ghế sau, anh ta tự giác nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, có vẻ cô đang rất đau. Anh ta nhìn mà thấy lo lắng. "Cô gì ơi, tôi hỏi có chút không phải, nhưng cô bị sao vậy? Tôi thấy cô có vẻ rất khó chịu." biết cô bị gì có thể giúp được gì chăng? Nhã vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu sau đó nhắm mắt lại từ chối giao tiếp. Lái xe biết điều cũng không nói nữa. Một lát sau anh ta liếc nhìn bên đường thấy một bệnh viện tư nhân. Nhìn gương thấy cô gái đang nhắm mắt nhưng vẫn không che được sự thống khổ. Anh ta hắng giọng: Cô gái ơi, phía trước có một bệnh viện tư nhân. Cô có muốn vào đó không? Nếu tới bệnh viện không phải mất ít nhất 20 phút nữa. Tôi thấy cô đau quá rồi hay là... Anh dừng xe lại giúp. Xin cảm ơn. Của tôi hết bao nhiêu tiền? 70.000. Nhã mở ví nhưng không có tiền lẻ. Cô rút vội tờ 100.000 đưa cho tài xế rồi mở cửa lao ra khỏi xe. Này cô, tiền thừa. Tiến tài xế taxi gọi với theo. Nhưng chỉ thấy bóng lưng đang liêu siêu đi vào cửa bệnh viện. Anh lắc đầu. Ngõ nghiêng rồi đánh lái điều khiển chiếc xe tránh ra khỏi cổng bệnh viện. Nhã một mình khó nhọc đi thẳng tới bàn tiếp đón, vịn tay vào chiếc bàn cúi gập người xuống vì đau. Cô thở hổn hển nói với nhân viên trực quầy: "Cho tôi vào phòng cấp cứu với. Tôi đau buốt bụng dưới, tiểu buốt, kèm tiểu ra máu." Câu nói như rút hết sức lực của Nhã, cô khuỵu gối rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Y tá thấy vậy vội vã ấn chuông khẩn cấp rồi chạy lại đỡ nhá. Người nhà chị đâu? Không có ai đi cùng à? Không có. Tôi đi một mình. Giấy tờ của tôi đều ở trong túi. Cùng một câu hỏi của hai người xa lạ. Khiến nhã rơi nước mắt. Một nỗi cô đơn tuổi hờn nghẹn nơi lồng ngực. Cô được nhân viên y tế đỡ lên cáng cứu thương và đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện tư nhân có khác. Không cần thủ tục dườm già. Rất nhanh đã có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của nhã. Chị bị thế này từ khi nào? Ở nhà chị đã dùng thuốc gì chưa? Trước đây chị có tiền sử bị như thế này lần nào chưa? Bác sĩ vừa hỏi vừa ra hiệu cho nhã nằm xuống. Ấn bụng cô thăm khám. Nhã khẽ hít vào một hơi thể hiện sự đau đớn. Cô mếu máu nói với bác sĩ. Tôi bắt đầu đau từ chiều qua. Sáng nay thì đi tiểu ra máu. Đây là bệnh cũ, năm nào tôi cũng bị ít nhất một lần bác sĩ anh mau cho tôi xin thuốc giảm đau đi tôi không chịu được nữa rồi chị bình tĩnh tôi phải khám rõ tình trạng của chị mới dám cho dùng thuốc chứ đâu thể lạm dụng thuốc giảm đau được hích tôi đã nói là bệnh cũ mà năm nào tôi cũng phải nằm viện vì nó tiểu rắt tiểu bút sau đó tiểu ra máu bệnh viêm bảng quang mãn tính hay có lần thì bác sĩ gọi là viêm bảng quang cấp vì đau và mệt nên giọng điệu của nhã có phần gay gắt. Cũng may vị bác sĩ còn khá trẻ cũng không chấp nhặt với cô. Anh ta vẫn kiên nhẫn, ôn tồn hỏi. Chỉ tiểu ra máu toàn phần hay chỉ cuối bãi mới gì ra một ít? Toàn phần. Lúc này bác sĩ trẻ mới xoạch xoạch viết một dòng chữ vào đơn thuốc và đưa cho y tá. Cô lấy thuốc này pha ra cho bệnh nhân uống tạm thời sau đó cầm chỉ lệnh đưa bệnh nhân đi làm một số kiểm tra theo yêu cầu có vẻ chị rất am hiểu về tình trạng của mình vậy sao còn để nặng thế này mới tới viện có phải làm khổ mình không đáng lẽ chị nên đến đây từ chiều qua mới phải câu sau là nói với nhã cô đang cầm cốc thuốc mà y tá đưa không trần trừ tu ực một hơi hết sạch bác sĩ vẫn chưa rời đi mà còn nán lại giải thích thêm mặc dù theo thông tin chị cung cấp khá đầy đủ tuy nhiên chúng tôi vẫn cần phải làm một số siêu âm xét nghiệm mới có thể kết luận chính xác được đây chỉ là biện pháp giảm đau tạm thời mà thôi bác sĩ nói xong thì đưa mấy tờ giấy chỉ định cho y tá và ra hiệu cho cô ấy đưa nhã đi kiểm tra đi một vòng siêu âm xét nghiệm máu xét nghiệm nước tiểu trong khi chờ đợi kết quả y ta tận tình đưa nhã quay về giường bệnh tại phòng cấp cứu nằm chờ chắc thuốc giảm đau có tác dụng rồi nhìn chị ổn hơn rồi đấy vâng cảm ơn cô tôi đỡ nhiều rồi khiếp lúc chị chạy vào nhìn sợ thật ý em lần đầu tiên nhìn thấy có người một mình tự đi cấp cứu đấy tình hình này khả năng cao bác sĩ sẽ yêu cầu chị phải nằm viện điều trị đấy bây giờ chị có muốn gọi điện cho người thân đến không nhã cười mỉm né tránh câu hỏi của y tá, đồng thời sờ tay tìm trong chiếc túi sách ở đầu giường. Bỗng mặt cô biến sắc. Thôi chết, cái điện thoại của tôi không thấy đâu cả. Chị thử tìm lại xem. Túi chị mang theo người. Từ lúc đưa chị vào đây vẫn để chỗ đó. Phòng cũng có camera. Chắc không ai dám lục lọi đồ của chị đâu. À không, ý tôi không phải muốn nghi ngờ bệnh viện. Chắc lúc trên taxi đến đây tôi có rút ví lấy tiền có thể là bị rơi ở trên xe rồi thôi vậy của đi thay người nhã vừa dứt lời thì cửa phòng cấp cứu có tiếng gõ cửa cộc cộc hai người trong phòng nhìn lên cùng thấy một người đàn ông tướng mạo khá điền trai áo sơ mi xanh nhạt sơ vin trong quần vải sẫm màu chân đi giày ra nhìn rất chỉnh chu và lịch sự cô y tá nhanh miệng hỏi anh tìm ai ạ à? à tôi là người quen của cô ấy anh ta nhẹ nhàng trả lời và chỉ tay vào nhã cô y tá thấy vậy thì rất biết ý nhanh chóng lui ra ngoài để lại nhã vẫn đang ngơ ngác chỉ tay vào mình tự hỏi cô lục lọi trí nhớ một hồi vẫn không tài nào nhớ ra được người này là ai một người bảnh bao thế này nếu cô đã gặp hay quen biết thì không lý nào cô lại không có chút ấn tượng nào được dường như đoán được thắc mắc của nhã người đàn ông tiến vào phòng trên môi anh nở một nụ cười thân thiện đặt một chiếc cặp lồng dùng một lần lên tủ đầu giường và kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên. Cùng lúc đó, anh ta rút từ túi quần ra chiếc điện thoại di động đưa cho nhã. Của cô này, lúc sáng cô xuống xe vội nên đánh rơi ở ghế sau, còn cả tiền thừa cũng chưa nhận lại nữa. Nhìn nhã vẫn đang tròn xoe mắt với vẻ mặt ngờ ngạch, anh ấy bật cười thành tiếng. Tiếng cười cũng thật là dễ nghe. Nhìn cô thế kia chắc vẫn chưa định hình được tôi là ai đúng không? Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Tiến. Lái xe taxi sáng nay chờ cô tới viện này đấy. Chắc lúc đó cô đang mệt quá nên không chú ý. Không nhận ra tôi cũng là bình thường. Cô vội quá. Quên không lấy tiền thừa. Tôi tìm chỗ đỗ xe xong định quay vào trả lại cho cô thì lại thấy chiếc điện thoại rơi trên xe. Lúc tôi vào đúng lúc thấy y tá đẩy cô trên xe lăn đi mất thế nên tôi lại đợi đến giờ để mang đồ trả cho cô cám ơn anh anh chu đáo quá thực ra không cần trả lại tiền thừa cũng không nhiều nhưng về chiếc điện thoại thì thực sự phải cám ơn anh thời buổi này tìm được người tốt như anh rất ít việc nên làm thôi cô quá khen rồi làm tôi ngại hai người đang nói chuyện thì điện thoại của nhã rung lên từng hồi tiến bổ sung thêm à từ nãy đến giờ có ba hay bốn cuộc gọi nhỡ rồi đấy hình như là chồng cô tôi thấy hiện lên màn hình nhưng không dám nghe sợ lại xảy ra hiểu lầm không đáng có vâng anh cẩn thận quá tôi rất cảm kích nói rồi nhã nhìn chữ chồng nhấp nháy trên màn hình điện thoại và ấn nghe chưa kịp để cho nhã nói câu gì đầu bên kia đã vang lên giọng chất vấn của văn em làm cái gì mà giờ này mới thèm nghe máy đi đâu cũng không nói gì con gái dậy không thấy em đâu khóc ầm lên đây này mà sao giờ này em vẫn chưa về nữa bố con anh biết ăn cái gì bây giờ Còn chưa ăn sáng đây này văn tuôn một chàng mà đầu bên kia vẫn im lặng anh không biết rằng vì có người ngoài ở bên cạnh nên nhã đã phải gắng nhẫn nhịn không nói văn tiếp tục hét vào điện thoại sao em không nói gì bị điếc à có nghe anh hỏi không hả một câu hoàn toàn kích hoạt sự phẫn nộ của nhã nối ấm ức như tức nước vỡ bờ cô không thèm cố kỵ mất mặt mà nói hết những uất nghẹn trong lòng mình ra anh còn có mặt mũi mà chất vấn tôi à con gái là của một mình tôi hả là tôi sinh sản đơn tính đẻ ra nó phải không anh chưa ăn sáng vậy anh có thèm quan tâm xem vợ anh suýt chết ở bên ngoài hay không anh còn hạnh hoẹ tôi đi đâu không nói ư tôi đau từ tối hôm qua đã nói với anh rồi nhưng anh thì sao anh trách tôi không biết tự chăm sóc mình cả đêm tôi đau không ngủ được anh cũng không thèm để ý quan tâm sáng tôi tiểu ra máu đau đến chết đi sống lại gọi anh dậy đưa tôi đi viện anh đã nói gì anh quên hết rồi à anh bảo đi viện gì giờ này rồi anh quay lưng ngủ tiếp không còn cách nào tôi đành phải tự bắt taxi để người ta đưa tôi đến bệnh viện nửa ngày trời rồi anh vẫn không phát hiện ra vợ mình có chuyện anh còn mở mồm ra kêu anh ăn cái gì à? Có khi tôi chết ở bên ngoài anh cũng chẳng hay biết. Tôi thực sự nghi ngờ anh coi tôi là cái gì trong nhà này. Là ô xin cao cấp hay bảo mẫu của bố con anh? Nhã nói liến thoáng không để cho Văn sen vào một chữ nào. Phụ nữ khi thực sự tức giận lên thật đáng sợ. Văn thầm nghĩ như vậy. Còn Nhã sau khi nói xong mới phát hiện ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Một tờ khăn giấy đưa ra trước mặt cô nhã cảm kích cầm lấy văn lúc này cũng ý thức được mình có lỗi anh lờ mờ nhớ lại hình như nhã có đánh thức mình một lần chỉ tại buồn ngủ quá văn thầm kêu khổ trong lòng lời nói ra cũng mang ý ăn năn hối lỗi anh xin lỗi anh thực sự không biết em phải đi viện tại lúc đó chắc anh ngái ngủ quá em đừng giận bây giờ em đang ở đâu anh đến với em ngay không cần tôi tự lo được lúc sáng cần anh thì không thấy giờ tôi yên vị trong viện rồi cần anh để làm gì thôi nào anh đã xin lỗi rồi em đừng giận dỗi nữa nằm viện một mình sao được mau nói em ở viện nào lát nữa bố con anh qua cũng phải mang đồ dùng với đồ ăn cho em chứ hư ở đây có bác sĩ có y tá không cần anh lo cứ có tiền trả thiếu thứ gì cả được rồi anh xin em đấy anh đã bảo là không cố ý mà lại còn. Nằm viện nào nói nhanh, đừng có mà lằng nhằng. Thế đấy, lần nào cũng vậy chỉ dăm ba câu là Văn đã vùng vằng trở mặt. Từ trước tới giờ anh chẳng bao giờ dỗ dành ai quá ba câu. Nhã cũng là giận thật, cô không thèm xuống nước nữa tắt máy cái dục. Hơn sáu năm nay sống cùng nhau, lúc nào cũng là nhã nhường nhịn văn. Nói thật con người chứ nào phải cỏ cây, cảm giác một mình vun vén cho gia đình một mình tiến về phía người kia quả thực quá mệt mỏi nhã ngồi trên giường bệnh úp mặt xuống đầu gối che giấu cảm xúc của mình tiến đứng ở bên cạnh thấy hơi lúng túng khẽ hắng giọng à cô còn đang bị bệnh không nên quá kích động tâm trạng không tốt rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe nhã biết mình đã thất thố trước mặt người lạ cô ngẩng đầu lên khuôn mặt đã được điều chỉnh cảm xúc ngại quá đã để anh chê cười rồi không sao con người mà ai chẳng có chuyện phiền lòng à lúc sáng tôi đón cô vẫn sớm lại thấy cô đau như vậy đoán chắc cô cũng chưa kịp ăn gì trong lúc chờ đợi tôi có tiện tay mua ít cháo nóng đây cô ăn đi cho khỏe tiến nói rồi nhanh tay lấy cặp lồng cháo đưa cho nhã thật buồn cười đến người ngoài còn quan tâm tới cô hơn chính chồng mình sự ấm áp vậy mà lại tới từ một người xa lạ giây phút này nhã lại thấy lạnh lòng với cuộc hôn nhân của mình cô không làm bộ từ chối ý tốt của tiến dù sao người ta cũng mua đến rồi không ăn mới là mất lịch sự hơn nữa vật lộn từ đêm qua tới giờ hết đau rồi cô mới thấy đói nhũng cả người cốc cháo của tiến quả thực là đưa than trong ngày rét mướt nhã cảm kích vô cùng cảm ơn anh rất nhiều còn làm phiền anh phải mất thời gian với tôi nhiều quá. Thế này đi, anh cho tôi xin số điện thoại. Ngày khác cho phép tôi mời anh bữa cơm hoặc một chầu cà phê coi như cảm ơn được chứ. Ôi, có gì đâu mà ơn với Huệ. Người với người luôn có những lúc cần sự giúp đỡ lẫn nhau mà. Cô đừng bận tâm quá, nhưng số điện thoại thì được. Tình cờ tôi cũng ở gần khu nhà cô ở. Nếu cần đi đâu cứ gọi tôi, đảm bảo lấy cô giá rẻ hơn. Hi hi sau khi đọc một dãy số cho nhã lưu vào điện thoại, Tiến thoải mái rời đi không hề lẳng nhẳng chút nào. Điều đó vô hình đã khiến cho ấn tượng của nhã về anh càng tốt hơn. Quả là người tốt làm việc thiện không cầu báo đáp. Sau đó đã có kết quả kiểm tra. Vẫn là viêm bảng quang cấp tái phát. Bác sĩ yêu cầu nhã phải nằm viện để điều trị. Cô cũng lười làm thủ tục chuyển viện nên đồng ý điều trị tại đó. Văn nhắn tin gọi điện mấy lần, cuối cùng nhã cũng nói địa chỉ phòng bệnh cho anh vì cô cũng cần người mang đồ dùng cá nhân vào cho với cả còn con gái nhỏ tự dưng không thấy mẹ sẽ rất sợ hãi nhã bảo văn đưa con vào viện cùng mình đến chiều mới thấy văn dắt theo con gái vào viện nhã đã chán trả buồn nổi giận với văn nữa rồi vì dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi về mình và sẽ có muôn vàn lý do để giải thích nói chung cô đã thấy mệt tâm và nản lòng với người chồng này nhã đã tự cho rằng mình đã vô cảm với sự vô tâm của văn thế nhưng cô đã đánh giá thấp anh văn ở cùng cô một buổi chiều và đến tối thì anh bảo thế này anh đi mua cơm cho em ăn xong đưa con về nhà nhé tối nay em ở đây một mình được không hay anh gọi chị ái vào với em chưa để nhã kịp trả lời văn đã tự nhiên nói tiếp chắc không cần đâu nhỉ năm nào mà em chả bị thế này một lần bệnh lâu thành thầy thuốc rồi còn gì mà phải công nhận em có thể đặt kỷ lục đi viện của cả họ nhà mình rồi đấy suốt ngày đi viện thành quen thế thì sáng mai anh đưa con đi lớp rồi đi làm nhé chắc em ở một mình được mà nhỉ không cần anh phải nghỉ đâu nhờ đến đây thì nhã đã hoàn toàn bất lực với chồng của mình cô nằm quay lưng vào tường không buồn nói thêm một câu gì thấy thế Văn lúc này mới ý thức được vợ giận, thế nhưng anh vẫn không hề thấy mình sai, còn lý lẽ hùng hồn. Lại làm sao? Có gì thì em nói ra, cứ giận dỗi như trẻ con ý. Muốn anh ở đây hay gì? Không cần, em ở một mình là được rồi. Lời của Nhã cũng không hẳn là giận dỗi, vì mấy năm nay vẫn vậy luôn là cô đi viện và nằm viện một mình, tập mãi cũng thành thói quen, từ mới đầu còn tủi thân buồn bã đến giờ đã chai sạn, chẳng còn cảm giác gì. Nhã phải nằm viện một tuần, bác sĩ nói cần điều trị theo phác đồ kháng sinh nếu không sẽ bị kháng thuốc. Nhã gật đầu cho qua chuyện, vì cô biết chẳng có tác dụng gì. Cô quá hiểu căn bệnh của mình. Trong thời gian đó, Văn chỉ đến duy nhất một lần hôm Nhã vào viện còn lại là mất tâm. Chỉ có chị gái mang con vào thăm cô mà thôi. Một buổi chiều của mấy ngày sau, bác gái nằm giường kế bên không nén được tò mò hỏi nhã cháu nằm viện mà sao không thấy người nhà nào thế không có ai lo cơm nước cho cháu à chồng đâu mà chỉ thấy con gái với chị gái vào thăm thôi bác ấy vào viện sau nhã cô nhìn vẻ mặt bác ấy cũng là thực sự quan tâm nên cũng không giận nhà cháu ít người với lại cháu khỏe như voi ấy cần gì ai chăm hả bác bệnh của cháu nó mãn tính rồi quen lắm rồi bác ạ à. nói thì nói vậy chứ ai mà không chạnh lòng khi bị hỏi như thế. Bác bệnh nhân giường bên vẫn đang cảm thán. Người trẻ tuổi thật tốt, bệnh gì cũng chống lại được, nhưng cũng đừng có chủ quan. Ấy chàng trai trẻ, cậu tìm ai? Câu nói của bác gái bị ngắt quãng và thay bằng một câu hỏi không phù hợp lắm. Đáp lời bác ấy là giọng nam trầm ấm. Cháu là người nhà của nhã ạ. Ồ, chồng của cô nhã đẹp trai quá nhờ. Dạ, cháu chỉ là bạn thôi không phải chồng ạ." À. Cùng với câu nói của bác gái, Nhã ngẩng đầu lên và hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tiến. "Ơ, ờ, sao anh lại tới đây? Anh trả khách ở gần đây, tiện ghé vào thăm em." Vì phòng bệnh còn có nhiều người khác, lại đa số là người lớn tuổi nên hai người cùng đi ra ngoài ghế đá trước cửa phòng bệnh ngồi nói chuyện. "Sao anh biết em còn nằm viện với năm ở phòng nào mà vào thăm?" giữa cô và anh quả thực là không thân thiết đến vậy nên nhã rất bất ngờ khi anh tới thăm mình à thì lúc anh chạy xe đưa khách đi qua cổng bệnh viện tình cờ trông thấy em đi mua cơm ở cổng viện hay sao ý nghĩ cũng quả thật có duyên nên vào xem tình hình khách hàng tiềm năng của anh thế nào rồi câu nói đùa của tiến khiến bầu không khí bớt gượng gạo hơn rất nhiều nhã mỉm cười cũng cảm thấy anh là một người rất nhiệt tình và thú vị kết giao với người bạn như anh ấy cũng chẳng thiệt và hơn hết là sâu thẳm trong lòng cô có một nỗi cô đơn ít ra cũng có người nhớ tới và đến thăm thế là đủ rồi vậy là hai người thản nhiên trò chuyện một cách thoải mái còn tiến cũng không nói ra một điều rằng thực ra giây phút trông thấy nhã trong bộ quần áo bệnh nhân thất thần ở bên cổng bệnh viện trông buồn đến lạ anh cũng không hiểu vì sao mình lại đi tới đây và hỏi thăm số phòng bệnh của cô duyên phận của con người đôi khi cũng thật kỳ lạ anh cứ thả trôi bản thân theo nó vậy nói chuyện một hồi hai người đã trở nên thân thuộc như quen biết từ lâu tiến đúng thật là ở gần ngay khu nhà nhã chỉ cách có hai con phố anh đi xuất khẩu lao động bên hàn quốc về không muốn làm việc gò bó trong các doanh nghiệp nên tự mua xe chạy kiếm thêm thu nhập chính của anh là đầu tư bất động sản và chứng khoán tiến hơn nhã ba tuổi năm nay 32 nhưng vẫn chưa lấy vợ. Kể từ hôm đó, hai người thường xuyên giữ liên lạc qua lại trò chuyện cũng ngày càng thường xuyên và ăn ý. Thỉnh thoảng Tiến còn ga lăng mua trà sữa, cà phê gửi tới chỗ làm cho nhã. Có khi buổi trưa rủ cô đi ăn, đi uống nước. Ngay vào lúc nhã đã chán trường với cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình thì Tiến như một ly nước giải khát làm dịu tâm hồn cô. Ít nhất là nhã cảm thấy như vậy càng ngày nhã càng lạnh nhạt với chồng. Người xưa nói không có sự so sánh thì không có đau thương. Quả không sai. Một bên là người chồng ngày càng lôi thôi, luộm thuộm, ích kỷ vô tâm. Một bên là một người bạn khác dưới tỏ ra ân cần săn sóc, thấu hiểu mình như người bạn tâm giao. Đã thế lại còn bành bao lịch thiệp. Lúc nào cũng sơ mi đóng thùng gọn gàng, sạch sẽ đúng kiểu thư sinh mà nhã thích. Ngày xưa cô nhớ văn cũng như vậy. Nhưng sau khi lấy nhau anh ngày càng xuề xòa và không còn chỉn chu như trước. Lại thêm việc vừa rồi khi cô nằm viện văn chỉ vào thăm một lần duy nhất. Đến khi ra viện cũng là cô một mình lo liệu và tự về. Cảm giác của nhã về văn khi ấy đã hoàn toàn thất vọng và buông xuôi. Đêm nay, văn xoay người muốn ôm nhã vào lòng. Gầy nhẹ bàn tay như muốn tán tỉnh. Nhưng lúc này nhã lại chẳng có cảm giác gì. Cô khó chịu quay lưng lại với văn miệng lầu bầu. Em mệt lắm, anh để yên cho em ngủ được không? Văn cũng cáu, đã nửa tháng nay vợ không cho anh động vào người rồi. Em làm gì mà mệt thế hả? Em lại làm sao đấy? Nửa tháng nay cứ kiểu gì ấy, anh có làm gì chọc đến em đâu chứ? Em đi làm mệt, làm việc nhà mệt, chăm còn mệt được chưa? Em chẳng sao cả, chỉ là kiệt sức không muốn làm gì khác thôi. Hừ, trước đây vẫn làm những việc ấy có thấy mệt đâu. Hay là em có thằng nào rồi chứ gì? Anh ăn nói cho cẩn thận. Anh cũng biết từ trước đến giờ một mình em làm hết mọi việc. Sao không thấy anh giúp đỡ chút nào hả? Không phải em không biết mệt mà là không biết kêu thôi. Giờ thì biết rồi. Văn vùng vằng đạp chăn, quay lưng về phía nhã, miệng lẩm bẩm. Thế còn kêu không dỗi, Hử đang tuổi sung sức bắt ăn chay bố thằng nào chịu được đến lúc đây đi ăn phở đừng có mà trách. Tuy Văn nói nhỏ nhưng giữa đêm yên tĩnh, Nhã vẫn nghe rõ mồn một. Cô quay ngoắt người lại, hỏi Văn. Anh nói cái gì? Muốn đi ăn phở hả? Với em ánh đồng nghiệp hay em xuân phiên dịch? Nếu muốn đi thì viết đơn ly hôn đi. Tôi ký. Ánh nào? Xuân nào em chỉ được cái thích suy diễn? Em lại xem trộm điện thoại của anh à? Tôi không thèm xem trộm tự nó đập vào mắt tôi có vợ rồi mà còn nay mua hộ em xuất xôi mai mua hộ em cốc trà sữa sao tôi không thấy anh quan tâm tới tôi như vậy nhỉ tôi thích ăn gì chắc gì anh đã nhớ bằng khẩu vị của các em này này em lại kiếm chuyện đấy phải không anh không chấp em đấy chỉ là xã giao đồng nghiệp nghi ngờ vớ vẩn mà lần sau đừng có xem tin nhắn của người khác anh không thích thế đâu nếu không có gì sao mà phải sợ vợ xem điện thoại. Đã bảo không thích là không thích. Thôi ngủ đi, không nói chuyện này nữa mai anh đi làm sớm. Nhã hừ lạnh, nhắc tới cái tật là trốn ngay được. Sáng mai đi sớm làm gì? Anh dậy thì cho con ăn sáng rồi đưa con đi học. Sáng mai 5 giờ em đi Hà Nội sớm. Không đưa con đi được đâu. Em đi Hà Nội làm gì mà đi từ 5 giờ? Đi khám bệnh chứ đi làm gì? Văn ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi. Em khó chịu ở đâu mà phải đi khám? Sao không nói với anh để anh đưa đi? Vẫn kia bệnh bảng quang đấy. Em nằm viện anh còn không nỡ nghỉ một ngày. Giờ đi khám ai dám làm phiền anh? Sao em cứ phải nói chuyện cái giọng đấy ý nhờ? Nhã không đáp lời. Giả vờ đã ngủ. Văn như đấm vào bông. Cũng đành hậm hực đi ngủ. Ngày hôm sau, trên đường đi khám về nhã đang ngủ lim dim trên xe khách. Bỗng cô cảm thấy buồn buồn ở đùi. Vừa mở mắt ra thì thấy một bàn tay của gã đàn ông ngồi bên cạnh đang thò gần đùi mình. Nhã giật nảy người. Anh làm cái trò gì thế hả? Tiếng của nhã không nhỏ. Gã kia rõ ràng trột dạ và bối rối. Vậy nhưng khi đối mặt với ánh nhìn của mọi người xung quanh, gã ta vẫn cố gân cổ lên cãi. Làm gì đâu? Ai mà thèm làm gì cô? hừ xe chật chẳng may tay tôi chạm phải một chút thôi mà cần gì phải la toáng lên thế chưa để cho nhã kịp nói gì gã ta lại bĩu môi cùng với ánh mắt khinh bỉ nói tiếp đàn bà con gái ra đường mặc váy ngắn thế kia chẳng phải để dụ dỗ đàn ông thì gì nữa mà còn ra da vẻ danh giá lắm anh ăn nói cho cẩn thận rõ ràng là anh cố tình sàm sỡ tôi vậy mà còn dám cắn ngược lại à anh có tin tôi báo cảnh sát không báo đi báo ngay và luôn đi hộ tao cái mẹ kiếp bằng chứng đâu ai nhìn thấy tao động vào người mày nào nhã tức đến phát khóc mọi người trên xe xì xào bàn tán và chỉ trỏ có người đồng tình nhưng cũng có người thì cười khi thấy người khác gặp họa nhưng đa phần là mang tâm thái ngờ vực vì có chiếc túi đựng phim ít quang và túi sách che khuất nên gã kia mới dám cả gan sờ loạn lúc này người phụ xe mới đứng ra dàn xếp thôi em xin hai anh chị hôm nay xe hơi đông nên mọi người mỗi người nhịn một tí ạ à? nếu không chị chen ra ngoài này em đổi chỗ cho chị được không ạ à? nhã đành hậm hực đổi chỗ vì đúng là cô không có cách nào để chứng minh mình bị sờ soạng cả nhã di chuyển qua chỗ của gã đê tiện kia nhìn vẻ mặt nhơn nhơn thách thức của gã chỉ muốn tát cho một cái nhưng đành nhịn xuống cô đỏ mắt lườm gã ta nếu như ánh mắt có thể làm vũ khí thì có lẽ cô đã xiên mấy lỗ trên người gã cho bó tức. Xe lắc lư chạy tới khi trời sầm tối mới tới chỗ khu gần nhà nhã. Cô mệt mỏi xách túi bước xuống xe. Vừa chạm chân tới đất nhã đã không thể nhịn được mà cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Mệt mỏi ở viện cả ngày, ăn uống cũng qua loa nên hiển nhiên cô đã say xe. Cũng chính vì thế nên nhã đã bỏ sót một chi tiết đó là gã đàn ông mới giờ trò lưu manh trên xe lúc nãy đã lẳng lặng xuống xe ngay sau cô. Nôn xong một trận, cả người nhã mới dễ chịu hơn một chút nhưng cả miệng đắng ngắt, mặt mày trắng bệch bơ phờ. Cô bước thấp bước cao quan sát hai bên để nhìn xe trước khi sang đường. Tình cờ, nhã liếc thấy tên đàn ông quen mặt đó. Cô cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhã không cho rằng có sự trùng hợp đến mức gã ta cũng ở gần đây suy nghĩ của cô lướt nhanh và thiên về chiều hướng gã ta muốn trả thù có lẽ khi ở trên xe ý đồ chưa thực hiện được bị vạch trần khiến gã mất mặt nên mới đi theo cô nhã nhanh chân chạy sang đường cố gắng bước nhanh hơn đi thẳng vào con đường dẫn về nhà từ đường cao tốc về nhà cô phải đi qua một đoạn cánh đồng khá vắng mặc dù mới chập tối nhưng đúng vào giờ ăn cơm của mọi nhà nên con đường không có lấy một bóng người nhã hoang mang vô cùng liếc về phía sau thấy gã đàn ông kia vẫn bám sát ngay phía sau mình. Cô rút điện thoại gọi cho Văn. May sao chỉ đổ chuông có ba lần anh đã nghe máy. Nhã thầm thở phào, nói nhanh vào điện thoại. Alo, anh có nhà không? Ra đón em với có một gã lạ mặt cứ bám theo em từ trên xe xuống. Em sợ quá. Thế nhưng câu nói của Văn đã nhanh chóng dập tắt hy vọng của Nhã. Anh đi nhậu với mấy anh em cùng tổ rồi có một đoạn đường mấy trăm mét em chịu khó đi bộ về nhá. Ui dào, khu nhà mình an ninh tốt mà. Em cứ thần hồn nát thần tính. Chắc người ta cùng đường thôi mà. Làm gì mà em cứ phải làm quá lên. Thế nhá, ở đây ổn lắm không nghe thấy gì đâu. Bên tai là tiếng tốt tốt kéo dài. Cũng như chậu nước dội tắt hoàn toàn chút hy vọng của nhã. Cũng đúng lúc này, gã đàn ông đã đuổi kịp cô gã nhìn quanh thấy không có ai thì nhanh chóng túm lấy nhã, đẩy vào bên góc hai ngôi mộ ven đường. Gã mở miệng cười khà khà không có chút nào thiện trí. Sao nào cô em, lúc nãy trên xe đánh đá với mạnh mồm lắm cơ mà, sao giờ lại run như cầy sấy thế kia? Anh buông tay ra, anh muốn làm gì? Đây là đường đi mau buông tay nếu không tôi kêu lên đấy. Mày kêu đi, kêu to lên tao xem nào, đồng không mông quạnh này tao xem ai cứu được mày còn mẹ nó mày ăn mặc hở đùi hở chân thế này không phải để câu dẫn đàn ông sao để anh đây thỏa mãn em còn giả bộ cái gì nói rồi bàn tay của gã lần mò xuống chân nhã cô ra sức chống cự đánh đạp vào người gã miệng kêu lên cầu cứu có ai không cứu với nhưng sức đàn bà con gái sao chống lại được một tên đàn ông vạm vỡ chẳng mấy chốc nhã đã bị tát cho một cái xây sầm mặt mày, đầu đập vào mộ cứng đau điếng. Mắt cô hòa lên, ngã sóng xoài ra đất mà vẫn chẳng có ai đi tới. Nhân cơ hội đó, tên kia nhét chiếc áo vào miệng nhã khiến cô không kêu lên được nữa. Hắn bắt đầu xé áo của nhã, cả người đẻ lên cô. Tay bắt đầu sờ loạn xạ miệng thì phun ra toàn những từ tục tĩu kinh tởm. Ngay khi nhã tuyệt vọng, tưởng rằng mình không thể nào thoát khỏi bàn tay kẻ ác thì một ánh đèn xe dọi tới. Nhã lấy hết sức bình sinh để dãy ruộng và muốn kêu cứu nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư yếu ớt. Chân cô cố vươn lên để người đi đường có thể nhìn thấy. Gã đàn ông như phát hiện ra ý đồ của Nhã. Nên lấy chân đạp vào chân cô một cái. Tay cũng tát thêm một cái vào mặt của Nhã. Có lẽ vì chỉ có một chiếc xe ô tô và lại nơi mà gã kéo nhã vào kẹp giữa hai ngôi mộ to. Nên gã ta yên tâm rằng sẽ không bị phát hiện. Dù có xe nhưng gã vẫn không dừng động tác. Cả nhã cũng dần hết hy vọng khi tiếng lốp xe dần đi qua. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé rách toạc. Chân váy bỏ cũng bị tốc lên. Khi bàn tay của gã vừa lần mò muốn lột nốt chiếc áo ba lỗ sát nách của nhã thì phép màu đã xuất hiện gã đàn ông đang đè lên cô bị một cú đá ngang eo khiến người gã bay lên một chút rồi ngã vật sang bên em có sao không nhã cùng với giọng nói quen thuộc nhã được nâng dậy và rơi vào một vòng tay ấm áp cô mở mắt ra giây phút nhìn rõ gương mặt của tiến nước mắt cứ thế như chuỗi hạt bị đứt dây thi nhau rơi xuống cô đã được cứu rồi thật may mắn tiến ôm chặt nhã vào lòng tay cầm chắc viên gạch chỉ vào gã đàn ông đang lồm cồm bỏ dậy mày dám ngoài đường cưỡng hiếp đàn bà con gái à có tin tao cho mày viên gạch này vào đầu không mày là thằng nào đừng có lo chuyện bao đồng đây là việc của mày à con này là người của tao tao thích làm nó ở đây đấy liên quan đéo gì tới mày nhân lúc tiến đỡ nhã ngồi xuống gã ta nhanh chân bỏ chạy chối chết tiến định đuổi theo nhưng đã bị nhã túm chặt tay ngăn lại anh đừng đuổi theo nữa em sợ lắm hu hu đừng sợ có anh ở đây rồi tiến thả viên gạch xuống vội quay sang an ủi nhã không sao rồi em cảm thấy người thế nào có đau chỗ nào không em không sao chỉ hơi chóng mặt chút thôi may mà anh tới kịp nếu không nói tới đây nhã lại không kìm được mà run lên khóc không thành tiếng tiến vụng về ôm cô hai tay không biết đặt ở chỗ nào vì anh sợ chạm phải chỗ nào khiến cô bị đau. Cũng may mắn thật, đúng lúc anh có điện thoại nên dừng lại để nghe thì nhìn thấy chiếc túi sách giống kế anh tặng em rơi trên vệ đường nên mới dừng lại. Em có đứng dậy được không? Anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra một lượt xem có chỗ nào bị thương không? Nhã lắc đầu ngăn anh lại. Em không bị thương ở đâu. Hắn ta chưa kịp làm gì. Chỉ có lúc nãy lúc chống cự. Bị gã ta tát hai cái đầu bị đập vào thành mộ nên đầu hơi choáng nhưng chắc không sao đâu anh em chắc chứ đừng ngại hay là cứ đi viện kiểm tra cho yên tâm em không đi viện đâu bộ dạng em thế này thôi được rồi vậy anh đưa em lên xe anh ngồi một lát cho bình tĩnh lại rồi anh đưa em về nhà có được không nhã gật đầu đồng ý tiến nửa dìu nửa đỡ cô đi về phía xe của anh sau đó anh đánh lái đưa xe chạy thêm một đoạn đến chỗ bãi rộng ven đường rồi đỗ xe lại đến khi ngồi yên vị trên xe của tiến nhã mới thở ra một hơi xác định mình đã được cứu tiến tắt máy mở cửa xuống xe và ngồi lên ghế sau cùng nhã anh ân cần khoác một chiếc áo sơ mi của mình lên vai cô em đi đâu mà về giờ này sao không gọi ai ra đón mà đi một mình nguy hiểm quá em đi khám bệnh ngoài hà nội về không ngờ lại gặp phải tình huống này gã đó sàm sợ em ở trên xe khách. Bị em tố cáo khiến gã bẽ mặt nên mới trả thù em. Đi khám bệnh mà đi có một mình. Sao không bảo chồng em đưa đi? Anh ấy bận đi làm. Nhã cúi đầu muốn che giấu sự cô đơn trong ánh mắt. Cô cũng đâu muốn phải đi một mình. Giọng nói trầm ấm của Tiến lại vang lên. Thế sao không gọi cho anh? Anh có thể đưa em đi mà. Câu nói của Tiến khiến nhịp tim của Nhã bỗng đập lệch một nhịp cô đỏ mặt phản bác sao mà gọi anh được anh còn có việc của anh mà với lại như vậy cũng không hợp lẽ thương câu sau nhã nói gần như lý nhí nhưng tiến vẫn nghe được anh lý lẽ hùng hồn có gì mà không hợp dù anh có bận gì đi chăng nữa cũng luôn có thời gian dành cho em rồi như hạ quyết tâm tiến nắm lấy tay nhã nhẹ nhàng nói anh với em là bạn bè mà không phải sao mà thật ra có một câu mà anh muốn nói với em từ lâu rồi nhưng anh không dám cũng không muốn làm em khó xử. Nhưng hôm nay nhìn em rơi vào hoàn cảnh này, anh rất sợ hãi. May mà anh tới đúng lúc, nếu không anh không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Nên hôm nay anh sẽ nói ra nỗi lòng của mình. Nhã Hạ, anh tin là em có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Anh cũng biết em đã có gia đình. Anh cảm thấy thật tiếc vì không thể gặp em sớm hơn. Nếu như vậy anh sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt với mọi thứ như thế này. Nhã không dám nhìn thẳng vào Tiến. Cô lảng tránh ánh mắt nóng bỏng ấy của anh. Không thể phủ nhận rằng dù đã có chồng. Nhưng khi nghe Tiến nói những câu thâm tình như vậy, trái tim khô cằn của Nhã như lại được hồi sinh và sưởi ấm. Thời gian hai người quen nhau cũng mới chỉ được vài tháng. Nhưng Nhã không thể cưỡng lại được mà dần dần cảm nắng trước anh từng hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng đều có thể chạm tới trái tim của cô nếu nói cô không nhận ra tình cảm của tiến thì là nói dối chỉ là nhã không dám đối mặt và thừa nhận mà thôi như lúc này đây khi đứng trước sự thổ lộ của tiến nhã lại lựa chọn chạy trốn cô cúi gằm mặt vùi đầu dưới cánh tay cất giọng khàn khàn em mệt quá anh có thể đưa em về nhà được không tiến cũng không muốn bức ép nhã anh thở dài được rồi, em không cần vội trả lời. Anh cũng không phải muốn ép em đâu. Anh chỉ muốn cho em biết tấm lòng của mình và muốn em sau này có chuyện gì đừng cố chịu đựng một mình. Hãy tìm anh. Bất cứ lúc nào em cần, anh đều sẵn sàng có mặt và ở cạnh em. Hãy nhớ điều đó. Nói rồi anh di chuyển lên ghế lái và đưa Nhã về tận nhà. Nhã xuống xe, chỉ vội cảm ơn anh một câu rồi đi như chạy vào nhà không dám quay đầu lại như thể có mãnh thú đuổi đằng sau, khiến Tiến ngồi trên xe nhìn theo phải lắc đầu bật cười. Đóng cửa lại, nhã ôm trái tim đang đập bình bịch của mình. Khuôn mặt cô cũng nóng bừng lên như phải bỏng. Cả căn nhà vẫn tối om, không có ai ở nhà. Văn vẫn chưa đi nhậu về. Con gái thì chắc anh vẫn gửi bên nhà chị gái chưa đón về. Vừa hay, che đậy được sự bối rối của nhã lúc này ai lại có chồng có con rồi mà vẫn rung động với một người đàn ông khác như con gái mới lớn thế này cơ chứ sau một hồi tắm rửa ngâm mình trong nước mới khiến cho nhã bình thường lại được thời tiết thật là thất thường vừa mới còn bình thường vậy mà mới qua một lúc đã đổ mưa rào mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước nhã đón bé nhi từ nhà chị gái vừa về tới nhà rũ chiếc áo mưa ướt sũng nước quần áo trên người cũng có đôi chỗ bị thấm nước cảm giác ẩm ướt dính dính khó chịu vết chảy trên bàn tay khi bị ngã hồi tối gặp nước mưa sót như phải bỏng văn đã về đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng khách trông có vẻ như không bị say rượu trời mưa kèm gió to khiến nước mưa hắt qua cửa sổ vào nhà vậy mà anh cũng chẳng thèm đóng nhã vừa chạy đi đóng cửa vừa bực bội trách anh không thấy trời đang mưa à có mưa to thế ai mà chả thấy em lại muốn cà khịa đấy hả? Anh không có chọc gì tới em đâu nhá. Nhã thở hắt ra một hơi dài. Vì cô vừa đóng cửa thì nhìn ra phía đầu hồi nhà bếp một dây quần áo chưa cất. Bị mưa hắt đang nhỏ nước tong tòng. Nhã đóng mạnh cánh cửa sổ. Phát ra tiếng động, dầm. Tay cô cũng vì thế mà bị đập đau điếng. Anh thấy mà không đóng cửa sổ. Để mưa hắt ướt hết sàn nhà. Dây quần áo em mất công giặt phơi từ tối qua anh cũng không thèm cất để mưa suối ướt hết. Anh là người rời hả? Không có việc gì rời khỏi tay em được là thế nào? Mệt thế nhờ. Chẳng phải là anh chỉ quên một tí thôi à? Sao em cứ phải la toáng lên thế nhỉ? Đi khỏi nhà thì không sao. Cứ về tới nhà là ầm ý lên. Thật phục em đấy. Lúc nào cũng lèm bà lèm bèm không thấy chán à? Thôi, anh đi tắm đây. Văn đứng dậy bỏ đi, kệ cho nhã đang tức tối thu đống quần áo ướt đến chân cầu thang mới chợt nhớ ra văn thò đầu lại nói to à mai khu công nghiệp mất điện nên được nghỉ anh mời mấy anh bạn về nhà mình ăn cơm em thu xếp xin nghỉ một buổi nông nướng tiếp đãi cho chu đáo nhé bỏ lại một câu như vậy rồi văn thản nhiên bỏ lên phòng chẳng hề phát hiện ra vợ mình đang tức tối hay bị thương ở tay nhã chán nản vứt mớ quần áo ướt vào máy giặt để giặt lại cả người cô dã rời không còn chút sức lực. Điện thoại để trong túi sách vang lên âm báo tin nhắn. Nhã mở ra xem, là tin nhắn của Tiến. Em đã đi nghỉ trưa, hôm nay bị hoảng sợ lại bị thương. Em nhớ giữ cho tay đừng chạm nước kẻo nhiễm trùng nhé. Em nhớ ngủ sớm đi cho đỡ mệt. Hãy nhớ là bất cứ khi nào em cần hãy gọi cho anh. Dù thế nào anh cũng sẽ tới bên cạnh em. Từng dòng chữ như có sinh mệnh, len lỏi vào lòng nhã nhưng dòng nước ấm xoa dịu sự bức bối đang thường trực nhã nhìn lên lầu theo hướng mà văn bỏ đi trong lòng là sự hụt hẫng chênh vênh người ngày đêm đầu ấp tay gối nhưng lại chẳng mảy may quan tâm hay phát hiện ra rằng vợ mình bị thương trong đầu cô lướt lại chuyện xảy ra buổi tối vào lúc mà cô sợ hãi tuyệt vọng nhất sự an tâm và an ủi lại tới từ một người ngoài chồng cô chẳng hề lo lắng cho cô chút nào anh ta sẵn sàng bỏ lại cô để đi nhậu cùng bạn bè đối với những người bạn anh luôn có sự kiên nhẫn và tử tế vô bờ còn đối với cô chỉ có sự thờ ơ và lạnh lùng phải chăng vì anh cho rằng cô mãi mãi sẽ ở một chỗ chờ anh hay cô đã là vợ anh rồi dù có thế nào cũng chẳng chạy đi đâu được nên chẳng cần cẩn thận mà đối đãi nhã hít sâu ngăn lại dòng nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt nuốt ngược chúng vào trong nhã nhắn lại cho tiến Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chỉ có vậy, cô không từ chối cũng không trả lời về lời thổ lộ của Tiến, Nhã cũng không hiểu được mình muốn gì, đáng lẽ cô nên dập tắt hy vọng vào vạch rõ ranh giới với anh. Nhưng không, cô cứ mặc nhiên để sự mập mờ không rõ giữa mình và Tiến tiếp tục phát triển. Nhã không rõ mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng cô biết một điều rằng trái tim của cô đã quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này ngày hôm sau dù nhã đã cố ý đi chợ mua rất nhiều thức ăn để chuẩn bị nấu cơm thế nhưng khi văn khoan thai dậy muộn nhìn qua một lượt đã cau mày lại không vui nói em không mua tai heo để làm món nem thính à làm cái đấy lâu lắm tay em còn đang đau nên không muốn làm em có làm nem rán rồi còn canh chua sườn rán gà luộc rồi thịt tôm rồi thây nhiều đó còn chưa đủ hay sao làm sao mà giống nhau được bọn anh uống rượu mấy anh ở công ty đều thích nem thính em làm. Mấy khi người ta tới nhà mình ăn, em chịu khó chút đi mà. Nhã nhìn bàn tay băng bó qua loa của mình, thở dài cầm túi đi ra ngoài. Em đang trần xương để nấu canh, anh trông bếp giúp em để em chạy đi mua thêm đồ vậy. Được rồi, em đi nhanh đi. Vì tay đau nên nhã đi xe không được nhanh. Đã thế vì đến chợ muộn hơn nên tai heo làm sẵn đã bán hết. Cô đành nói khó nhờ bà chủ làm sạch giúp hai chiếc khác. Cô cũng nói vì tay đau nên không làm lại được nên bà chủ cố ý làm thật sạch để khi về cô chỉ việc rửa lại là có thể nấu. Vì vậy đến khi về nhà cũng phải qua ba mươi phút. Vừa vào cửa, nhã đã ngửi thấy có mùi lạ lạ. Cô vội chạy vào bếp, thì ôi thôi, nồi xương đã cạn khô, bắt đầu cháy xém bốc mùi khen khét. Nhìn vào thấy văn đang ngồi xem đá bóng, còn hô vang chuyển đi. Chuyển sang bên phải kìa. Trời ơi lại trượt rồi. Anh Văn, đồ ăn cháy rồi. Em đã dặn anh rồi mà. Sao không trông bếp vậy? Anh cũng đâu có biết nấu mấy cái đó. Thế sao em không tắt bếp trước khi ra ngoài? Còn ở đấy mà trách anh. Anh Tiếng chuông cửa cắt ngang câu nói của Nhã. Cô đành nuốt cục tức vào bụng, trở lại bếp nấu ăn. Bạn bè của Văn đã lác đác từng người một tới thức ăn đã nấu gần xong, Văn mới thò đầu vào bếp gọi. Em ơi, bình nước trên cây nước bị hết rồi này. Nhã bực bội thả chiếc muỗng trên tay xuống, chống hông ngửa đầu lên trời thở mạnh một hơi. Nhà đang có khách, cô tự nhủ mình cố nhịn một chút rồi sẽ qua. Một mình nhã lại khệ lệ vác bình nước lọc 20 lít từ trong bếp mang ra phòng khách. Thế nhưng Văn chẳng hề có ý định đứng lên giúp cô. Bình nước thì nặng, cây nước lại tương đối cao mà tay nhã còn đang đau. Thế nên bình nước trượt khỏi tay cô rơi xuống đất, kéo cả người cô ngã theo. Thấy vậy, hai người bạn của Văn vội chạy ra đỡ nhã. Em dâu, em không sao chứ? Em không sao, các anh cứ nói chuyện đi. Nói rồi nhã đứng dậy, người bạn của Văn đã giúp cô đặt bình nước lên cây. Còn Văn vẫn thản nhiên ngồi trên ghế như chẳng hề có việc gì. Một anh bạn khác huyết nhẹ Văn. Này, cậu không ra xem vợ thế nào à? Xem cô ấy có cần giúp gì không chứ? Không sao đâu. Kệ cô ấy đi anh có chút xíu chuyện ấy mà. Không có gì đâu. Nhã không nói gì. Lặng lặng quay trở vào bếp trong tiếng cười đùa của Văn. Cả buổi hôm ấy, một mình Nhã vật lộn trong căn bếp nhỏ. Nấu nướng rồi dọn dẹp. Rửa một đống bát đũa và lau dọn nhà cửa. Văn chẳng hề động tay giúp đỡ cô một chút nào đổi lại chỉ được vài câu khen ngợi khách sáo của các bạn văn em dâu đảm đang quá đúng thế anh văn sướng thật lấy được người vợ khéo léo quá cơ khi khách khứa đã về hết nhã ôm bàn tay đã tới đỏ nơi bị thương mà nước mắt chảy xuống không ngăn được văn vẫn chẳng hề hay biết mà lăn ra ngủ khò khò nhã chán nản mặc kệ phòng khách còn bừa bộn đó mà vào phòng nằm nghỉ cô mệt quá rồi con gái đã gửi ở nhà chị gái Nhã ngủ một giấc đến tận sẩm tối khi Văn đánh thức cô mới từ từ tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, trời nhá nhem tối. Liếc nhìn phòng khách vẫn ngổn ngang như lúc cô đi ngủ, Nhã không còn muốn nói gì nữa. Điện thoại reo, là chị ái chắc chị không thấy ai sang đón bé Nhi nên mới gọi. Alo, chị à, em sang đón Nhi ngay đây. Không phải vội, hai vợ chồng sang nhà chị ăn cơm đi anh rể em câu được con cá chép giòn tận bốn cân sang đây làm nồi lẩu ăn cho vui lâu lắm rồi mấy anh chị em không ngồi với nhau sang ngay nhé chưa kịp để nhã từ chối chị ái đã tắt máy vậy cũng được đúng lúc nhã cũng không muốn nấu cơm nhưng cô không ngờ rằng buổi tối hôm ấy chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp sức chịu đựng của mình bữa ăn tương đối ổn khi có sự pha trò của vợ chồng anh chị Dường như Ái nhận ra em gái có tâm sự nên cố tình gợi chuyện trêu đùa hai vợ chồng Nhã rất nhiều. Đến giữa bữa, Ái cầm lon nước ngọt đưa cho chồng nũng nịu: "Anh mở giúp em với, đau tay." Bình thường vợ chồng hai người vẫn trêu đùa như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì nếu Văn không bĩu môi chêm vào một câu. "Anh cũng chiều chị quá rồi đấy. Chị Ái yếu đuối vậy, có một lon nước mà cũng không mở được, chẳng bù cho Nhã nhà em." bình nước hai mươi lít vẫn vác ngon ơ cả ba người đều nhất thời rơi vào im lặng ái ngại ngùng nhìn qua em gái và chồng mình còn nhã thì như hạ quyết tâm cô sầm mặt đặt đũa xuống nhìn văn và nói anh văn chúng ta ly hôn đi cả vợ chồng ái lẫn văn đều giật mình miếng thức ăn anh ta đang gắp trên đũa cũng rơi xuống bát văn còn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề đập đũa chất vấn em lại kiếm chuyện cái gì vậy đang vui vẻ yên lành tự dưng lại đòi ly hôn rảnh quá nên sinh sự hả đáp lại anh là vẻ mặt lạnh lùng của nhã cô đứng dậy chào anh chị rồi nắm tay bé nhi đi nhanh ra ngoài xin lỗi anh chị em đưa nhi về trước mọi người cứ ăn tiếp đi ạ ái chạy đuổi theo phía sau nhã chị ấy túm tay cô muốn giữ cô lại vô tình nắm phải đúng bàn tay bị thương nhã kêu lên đau đớn lúc này ái mới chú ý tới bàn tay đang bị băng bó của em gái em sao vậy sao lại bị thương thế kia thôi nghe chị đi vào phòng riêng trong này có gì từ từ nói cho chị nghe xem nào bé nhi cũng đang sợ hãi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ nhã mềm lòng đành mặc cho chị kéo mình vào phòng ái dỗ bé nhi đi chơi với con trai mình rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng hỏi rốt cuộc là vì sao mà tự dưng lại đòi ly hôn vợ chồng có gì thì từ từ nói chuyện với nhau. Bát đũa còn có lúc xô, dù có giận dỗi gì thì cũng nên ngồi lại nói chuyện cho tử tế. Làm gì cũng phải nghĩ cho con chứ. giờ hai đứa bỏ nhau, con bé Nhi biết phải làm thế nào bây giờ? Nhã cúi đầu, mặc cho nước mắt mặn chát chảy vào miệng mình. Cô mân mê, bàn tay đau nhức chắc bị nhiễm trùng rồi. giờ lên trước mặt chị gái. chị nhìn tay em này, sưng lên mắt thường cũng thấy được, đau lắm tối qua em đi khám bệnh ngoài hà nội về bị lưu manh sàm sỡ em gọi điện cầu cứu anh văn nhưng anh ấy còn bận đi nhậu với bạn bảo em tự đi mà về may mà có người đi ngang qua cứu em tay này bị thương lúc đó vậy mà cho đến bây giờ chồng em vẫn chưa biết hoặc có thể là biết nhưng chẳng thèm quan tâm cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu sáng nay còn mời bạn về nhà bắt em nấu nướng phục vụ em bị bệnh cũng tự mình đi viện cấp cứu tự mình nằm viện rồi tự mình đi khám. Em tự hỏi không biết mình lấy chồng để làm gì. Em nhờ được gì ở anh ta. Chị hiểu. Chị cũng có thể cảm nhận được cuộc sống của em không được vui vẻ. Thế nhưng còn bé Nhi, em hãy vì nó mà cố gắng chịu đựng chứ. Bây giờ bố mẹ mà bỏ nhau, con bé sẽ ra sao nó còn bé như vậy mà không có bố hay không có mẹ ở bên thì tội lắm. Nghĩ tới con gái, lòng nhã nặng chịu, cô lặng người ánh mắt nhìn vào thân ảnh nhỏ bé của nhi dần mơ hồ nhã khàn giọng thì thầm nhưng vẫn đủ cho người kế bên nghe thấy cô nói khi hôn nhân dạn nứt ai cũng khuyên phụ nữ nên vì con mà nhẫn nhịn ngay cả chị là chị gái của em cũng không ngoại lệ nhưng sao không ai khuyên người đàn ông là hãy vì hạnh phúc gia đình mà thay đổi chứ ai cũng khuyên người phụ nữ hãy lùi về một bước để mà sống nhưng phụ nữ cũng cần có giá trị của riêng mình chứ không có giải pháp hàn gắn hôn nhân nào mang tên là chịu đựng cả nhã bỏ lại câu hỏi ấy cho chị mình rồi dắt tay bé nhi ra về hai mẹ con đi trên con đường tấp nập bỗng bé nhi níu tay mẹ ngây thơ hỏi mẹ ơi ly hôn là gì ạ à? sao bố nghe xong lại mắng mẹ nhã ngỡ ngàng nhìn con cô không ngờ đứa trẻ lại nghe và nhớ những gì mình nói trong đôi mắt vốn trong veo của con trẻ như xen lẫn một tia bối rối và lo sợ khiến nhã nhói lòng giây phút này cô bỗng thấy hoang mang bế con gái ôm vào lòng nhã tự hỏi mình quyết định liệu có đúng hay không ở bên này văn còn đang ngồi trước mặt anh rể nốc từng chén rượu lớn vào bụng anh vẫn không hiểu được hành động của nhã từng chén rượu và là từng câu hỏi được đặt ra em không hiểu cô ấy sinh sự vì lý do gì nữa không phải đang sống rất tốt, rất vui vẻ sao? Em còn chưa đủ tốt ư? Chăm chỉ làm việc. Không rượu trẻ cơ bạc gái gú. Tiền lương tháng nào cũng đưa hết hai phần. Còn một phần em giữ lại để chi tiêu. Cô ấy còn chưa thấy đủ hay sao? Còn muốn thế nào nữa chứ? Chồng ái giữ lại chén rượu trong tay văn lại. Lắc đầu từ từ lên tiếng. Chú văn ạ, à, anh cũng là đàn ông nên nghe anh nói mấy câu nhé. Gia đình vốn là của hai người có thể chú cảm thấy thoải mái, nhưng có bao giờ chú thử nghĩ xem gì nhã cảm nhận thế nào không? Là như thế nào hả anh? Em thấy bình thường mà, bao năm nay vẫn sống như thế mà. Anh rể lắc đầu, nhấp một chén rượu. Bao năm nay sống như vậy nhưng không có nghĩa như thế là đúng. Đó, giờ thì chú thấy hậu quả rồi đó. Nói thật, nhiều lần sang nhà chú anh cũng để ý, anh cảm thấy gì nhã có nhiều điều dồn nén lắm những lúc mâu thuẫn chú thường im lặng và bỏ đi chỗ khác mà im lặng chỉ xoa dịu được sự căng thẳng tạm thời mà thôi nhưng vấn đề thì vẫn tồn tại ở đó nó chưa hề được giải quyết mà cứ tích tụ lại không sớm thì muộn sẽ đến giới hạn như nước tràn ly ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng thì chắc chắn không thể thoát khỏi sự đổ vỡ chú nghe anh tự chú phải suy xét lại xem bản thân có thiếu sót gì không sau đó về nhà hai vợ chồng hãy ngồi xuống nói chuyện và chia sẻ với nhau một cách nhẹ nhàng mục đích không phải để đào bới chuyện cũ mà là để giải quyết vấn đề để hiểu nhau hơn lúc này chị ái cũng từ trong phòng đi ra nghe được lời chồng mình nói nghĩ lại những gì nhã nói khi nãy cô lăn tăn trong chốc lát vẫn quyết định không nói ra chồng cô nói đúng mâu thuẫn nên để hai người trong cuộc tự gỡ bỏ sự tham gia quá sâu của người khác có thể đẩy câu chuyện đi xa hơn anh chú nói phải đấy trong hôn nhân cần sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau thì mới bền lâu được vợ chồng nên bình tâm ngồi lại nói chuyện đi em bỏ nhau thì dễ lắm sống được với nhau mới là khó lại còn con cái nữa chứ người lớn có làm gì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ nó rất chi là vô tội nhưng mà chị thấy nhã nói rồi đấy liệu cô ấy có muốn ngồi mà nói chuyện với em không chứ cô ấy không muốn sống với em nữa rồi còn đâu anh rể vỗ mạnh vào vai văn khích lệ ơ ờ kìa chú là đàn ông cơ mà mạnh mẽ lên chứ nhẫn nhịn dỗ dành gì ấy một chút thì có sao đâu nào đàn ông cố thắng ai cũng tốt nhưng đừng có cố chiến thắng vợ mình đã là vợ chồng thì đừng có mà để lòng sĩ diện lên ngôi có như vậy thì mới bền lâu được thôi chú về xem gì nhã thế nào đi hôm nay nhậu thế thôi văn dắt xe máy ra về anh hơi khựng lại. Khi đi cả nhà cùng đi một xe, giờ xe máy vẫn ở đây có nghĩa là Nhã đã mang con đi bộ về nhà ư? Ừ, vậy mà Văn không hề biết gì. Lâu lắm rồi Văn mới có cảm giác áy náy với vợ. Với cảm xúc ngổn ngang và những lời khuyên của anh chị Văn chậm, chậm chậm chạy xe về nhà. Căn phòng của hai vợ chồng tối om, Văn ngó sang thì thấy Nhã đang nằm ôm con ngủ. Sáng hôm sau, thật hiếm có Văn lại dậy sớm hơn vợ mình vừa thấy nhã đi xuống. Anh đã mở lời. Ngày hôm qua em nói thế ở nhà anh chị là có ý gì ha? Anh lại làm gì khiến em giận à? Có gì thì nói thẳng nó ra xem nào. Cứ giận với dỗi rồi bắt người ta đoán giả đoán non mệt lắm. Văn tự cho rằng mình đã xuống nước trước vợ. Cảm thấy cô chỉ là đang gây sự vô cớ. Nhưng Văn không biết rằng giọng điệu nói chuyện của mình khiến người nghe bực bội thế nào. Quả nhiên, Văn vừa dứt lời vẻ mặt của nhã xa sầm xuống. Ý trên lời nói, anh cứ việc hiểu đúng nghĩa đen của nó. Em chẳng giận dỗi gì cả. Chỉ là cảm thấy chúng ta không còn phù hợp tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Trong hôm nay em sẽ soạn đơn và đưa cho anh. Em điên à? Đang yên đang lành tự dưng đòi ly hôn. Em cũng phải cho anh một lý do chứ. Hay là... Em có người khác rồi hả? Văn nghi hoặc nhìn nhã trong ánh mắt có sự dò xét và ý tứ như đã hiểu ra chuyện gì đó nhã cũng dùng vẻ mặt không nhẫn nại mà trả lời anh chẳng liên quan gì tới người khác cả chỉ đơn giản là em muốn chia tay mà thôi không phải chỉ vì câu nói của anh tối hôm qua mà em muốn ly hôn đó chứ đó là anh khen em còn gì chúng ta cũng đâu phải mới lấy nhau ngày một ngày hai đâu chính vì chúng ta không phải mới cưới được một hai ngày Rốt cuộc là em muốn nói cái gì hả?" Văn ngắt lời Nhã bằng thái độ mất kiên nhẫn, thấy vậy cô cũng không nhẫn nhịn nữa mà trợn mắt quát vào mặt anh. "Anh không hiểu hả? Vậy thì bao giờ anh hiểu chúng ta hãy nói chuyện tiếp." Hai người tan rã trong không vui, mỗi người đi về một phía. Nhã thực sự soạn đơn ly hôn ngay trong ngày hôm đó, còn Văn thì vẫn nghĩ rằng vợ mình chỉ là nhất thời hơn giận mà thôi. Anh định bụng buổi chiều trốn đi gặp khách hàng rồi tới công ty nhã dỗ dành một chút là cô sẽ hết giận. Chỉ là không ngờ. Khi Văn đứng đợi trước cổng công ty nhã lại tình cờ trông thấy cô nhận trà sữa từ một người đàn ông lạ. Trông nhã cười rạng rỡ tràn đầy sức sống chứ đâu như lúc cô ở nhà. Văn ôm một bụng bực tức tiến thẳng tới trước mặt hai người. Bà xã, em tan làm rồi hả? Rồi anh quay sang người đàn ông kia, bắt tay và chào với giọng khiêu khích thể hiện chủ quyền chào anh tôi là chồng của nhã anh đây chắc là đồng nghiệp của vợ tôi nhỉ cảm ơn đã chăm sóc bà xã của tôi chưa đợi hai người nói gì văn đã tiến lên nắm chặt tay nhã kéo cô đi đi nào anh cố tình về sớm để đón em đó thích không còn xe của em kệ đó sáng mai anh đưa em đi mặc kệ sự phản đối của nhã văn nhất định ấn cô lên xe rồi lái đi vừa về đến nhà văn vất túi sách và chìa khóa xuống quay sang chất vấn nhã tên đó là ai nhìn là biết hắn ta thích em có phải không sẽ không phải vì hắn mà em đòi bỏ bố con anh đó chứ ngoại tình một lần phải không nhã từ bình tĩnh dần trở lên tức giận nhưng chưa đợi cô nói văn đã tiếp tục được rồi anh sẽ xem như em đi du lịch chẳng may gặp nạn sau đó em hãy kết thúc đoạn tình cảm vớ vẩn đó đi hãy coi như không có nó anh sẽ tha thứ cho em lần này sống cho tử tế đừng có tiếp tục sai trái nữa anh thật sự là hết thuốc chữa nhã thờ hổn hển vì bực cô cảm thấy con nói gì nữa cũng vô nghĩa nên cầm túi đi qua văn muốn lên phòng văn túm chặt tay cô quát lên anh nói còn chưa đủ rõ ràng à em đã phản bội anh mà còn làm như mình có lý nữa hả? Tôi chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Anh đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. Mình ăn tạp thì nghĩ ai cũng rác rưởi như anh. Không ngờ mình đã nhẫn nhịn vì cuộc hôn nhân này. Vậy mà vợ không những không biết ơn còn buông lời lẽ xúc phạm. Trong cơn nóng giận, văn vung tay. Tát mạnh một ghế khiến nhã mất đà ngã xuống đập má vào cạnh bàn dướm máu. Đúng lúc ấy, bé Nhi được ái đưa về trông thấy tất cả. Cô bé khóc quả lên chạy tới ôm lấy mẹ. Ái cũng vô cùng bức xúc, tiến tới đẩy văn ra và chất vấn. Chú làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì vợ chồng từ từ bảo nhau. Sao lại động tay động chân như phường vũ phu vậy hà? Văn cũng không định đánh nhá. Chỉ tại anh quá nóng nảy nên cũng cảm thấy ái náy bèn nhẹ giọng. Em xin lỗi. Lúc nãy em không kiềm chế được. Nhưng tất cả là do cô ấy đã ngoại tình lại còn không biết hối cải đã vậy còn cố tình xúc phạm em nên em mới đánh hu hu bố đừng đánh mẹ nữa tiếng con gái khóc nức nở đã hoàn toàn chặt đứt sợi dây đang căng chặt trong lòng nhã cô ôm con đứng dậy bình tĩnh nói ra tất cả anh nói đúng người đàn ông ấy nói yêu tôi là sự thật nhưng tôi cũng chưa hề làm gì có lỗi với anh và cuộc hôn nhân này đến giờ thì tôi cũng hiểu rồi giữa chúng ta không biết từ lúc nào đã không còn tình yêu nữa anh cũng thấy vậy nên mới tự nhiên để những cô gái cùng công ty mập mờ với mình không phải hay sao cô thôi đi bởi vì cô có người khác nên muốn vứt bỏ bố con tôi mới tìm lý do là giữa hai chúng ta không còn tình yêu nữa cô không cần phải giả dạ vờ thanh cao thế đâu phản bội thì nói toẹt ra không phải cố bào chữa cho bản thân làm gì buồn cười lắm nhã trông thấy được sự nghi ngờ từ chị gái và ánh mắt sợ hãi của con mọi nỗ lực nhẫn nhịn đã lâu cuối cùng cũng bộc phát tôi đã bảo không phải rồi anh bị điếc à tôi cũng không muốn tính toán với anh để chia tay trong hòa bình rồi nhưng anh không muốn thì được rồi tôi sẽ nói hết nhã có gì thì bình tĩnh em à còn con bé nhi nó đang nhìn đấy ái đứng một bên nói chen vào hy vọng có thể làm dịu không khí nhã không còn để ý thứ gì nữa trong thâm tâm cô lúc này chỉ muốn giải phóng tất cả chị đừng khuyên em nữa hôm nay em phải nói cho anh ta hiểu rồi ra sao thì ra chị đưa cháu lên phòng trước giúp em nhé thế rồi trong tiếng thở dài của ái nhã đưa bé nhi cho chị và nhìn văn một cách lạnh nhạt từng câu từng chữ nói ra mọi suy nghĩ trong lòng chúng ta lấy nhau hơn sáu năm rồi mọi việc lớn nhỏ trong nhà này anh có mó tay vào một việc gì không tôi lấy anh để làm vợ hay làm mẹ anh đây? Con gái năm nay 5 tuổi rồi. Anh đã một lần nào thay tá hay pha sữa cho con chưa? Hàng đêm con ốm hay quấy khóc đã bao giờ anh thức dậy và đỡ tôi bế con một chút chưa? Tôi có chồng mà việc nhỏ như cái bóng điện cháy cũng phải tự sửa hay việc lớn như đi bệnh viện cũng lùi thủi một mình. Thử hỏi vậy tôi còn cần chồng để làm gì hả? Trời ơi! Lại kể những chuyện nhỏ như móng tay ấy vậy mà em cũng để bụng đòi ly hôn chỉ vì chút chuyện ấy em có cảm thấy ấu trĩ quá không hả? Nói ra người ta cười cho ấy. Chuyện nhỏ. Vậy với anh thì chuyện gì là chuyện lớn? Được. Vậy tôi nói thêm một chuyện cho anh hay. Nhã giơ cánh tay đang bị thương lên trước mặt văn. Anh có biết tay tôi bị thương hay không? Bị thương? Em làm sao mà bị thế kia? Em không nói thì anh biết thế nào được. Ha! Anh hỏi hay lắm cùng sống trong một căn nhà có mấy chục mét vuông mà vợ bị thương tay phải băng một cục anh cũng không biết đủ thấy anh quan tâm tôi như thế nào vết thương này chính là vào buổi tối ngày hôm qua tôi gọi điện cầu cứu anh tôi đã nói là có người đi theo cầu xin anh tới đón tôi anh trả lời thế nào anh bảo anh đang bận nhậu với bạn bảo tôi vẽ chuyện lúc đó tôi đã bị tên đó đè xuống đất đánh đập và suýt chút nữa thì bị cưỡng bức đó trong mắt anh có chuyện nào của tôi là quan trọng đâu nếu không nhờ có người đi qua phát hiện có thể hôm nay tôi đã là một cỗ thi thể rồi đấy như vậy đã phải là chuyện lớn chưa thế mà anh không hề hay biết không hỏi han một câu sáng ra còn vô tư sai khiến tôi phục vụ anh cùng đám bạn của anh văn nghe mà há hốc miệng vì kinh ngạc mấy phút sau mới lý nhí phân bua anh cũng đâu biết sẽ có chuyện xảy ra sao mà trách anh được chứ đủ rồi bởi vì đối với anh mọi thứ về tôi đều không đáng bận tâm chúng ta dừng lại thôi tôi thực sự mệt mỏi quá rồi tôi và anh cùng sống trong một gia đình cùng làm cha mẹ nhưng không cùng mức độ như nhau giải thoát cho nhau đi thôi lần này thì văn hoảng thật rồi anh nhận ra vợ mình thực sự nghiêm túc văn luống cuống tay chân yếu ớt van xin anh anh xin lỗi anh không biết thật ma em đừng tuyệt tình như vậy mà Nể tình bé Nhi em cho anh một cơ hội nữa đi. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa. Đáp lại Văn chỉ có một cái lắc đầu đầy bất lực của nhã. Khi lấy nhau tôi đến với anh với một trái tim ấm áp. Nhưng hết lần này đến lần khác anh dội nước lạnh vào nó. Đến bây giờ nó đã thực sự nguội lạnh rồi thì anh lại muốn được tha thứ. Thật nực cười làm sao? Nhã dây chán, rút tờ giấy từ trong túi sách ra đặt trên bàn. Đây là đơn xin ly hôn tôi đã ký. Anh đọc và ký tên đi. Tôi mệt rồi. Lên phòng trước đây. Một mình Văn ngồi thụp xuống ghế sofa. Nhìn tờ giấy trắng đề dòng chữ đơn ly hôn đến thất thần. Trong đầu lướt nhanh từng hình ảnh nhỏ nhạt chắp ghép trong mấy năm trời sống chung. Từng cái từng cái như bàn tay vô hình và vào mặt Văn đau đớn. Đến giờ anh mới muộn màng nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ quên chính gia đình của mình. Văn vỏ đầu, bứt tai suy nghĩ làm cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình. Tuy nhiên như Nhã đã nói, khi một người đã gom đủ quá nhiều thất vọng và tổn thương thì khó có thể chữa lành. Những ngày sau đó mặc dù Văn tỏ ra rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết điều nhưng vẫn không thể đổi được chút sắc mặt tốt của vợ. Có nhiều thứ đã là thói quen thì khó mà ngày một ngày hai có thể sửa được. Sự cố gắng của Văn trong những ngày này Nhã đều nhìn thấy nhưng nó chẳng đủ để hàn gắn được trái tim đã chẳng chịt vết dạn của cô lá đơn ly hôn văn vẫn không chịu ký khi nhã bực bội nói anh không ký cũng được tôi sẽ gửi đơn xin đơn phương ly hôn lên tòa án ly thân xong rồi ly hôn cũng vẫn vậy không sao cả văn tức tối sẽ nát tờ đơn còn nhã vẫn bình tĩnh bỏ lại một câu anh cứ việc xé giấy in tôi không thiếu xé tờ này thì in tờ khác cũng chẳng mất công mấy. Trước sự thở ơ của vợ, Văn hoàn toàn bất lực, chán nản. Văn cầu cứu chị vợ. Anh rể rồi mượn rượu giải sầu nhưng vẫn chẳng thể làm nhã lay động. Hai vợ chồng họ cứ người đi. Kẻ lại rằng co lẫn nhau nhưng không ai nhận ra bé như ngày càng trầm mặt. Trên gương mặt non nớt của cô bé luôn vương chút buồn buồn không phù hợp với lứa tuổi dù đi lớp bé cũng ít nói ít cười còn khi về nhà thì càng trầm lặng có vẻ như cô bé đã cảm nhận được tình trạng mâu thuẫn của bố mẹ mình thế rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến buổi chiều của hai tuần sau đó nhã vừa tan làm thì nhận được một cuộc điện thoại ái hoảng hốt nói với nhã rằng không thấy bé nhi đâu cả giọng chị lạc đi vì đã khóc chị đón con bé về đây vừa quay đi quay lại đã không thấy nó đâu anh chị tìm khắp phố cũng không thấy, sang nhà em cũng không thấy, chị báo công an rồi. Hu hu con bé đi đâu được chứ? Vừa nghe tin, trái tim Nhã như chìm xuống đáy cốc, cô cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh mới có thể đứng vững được. Nhã Phi như bay trên xe máy về nhà chị gái. Trông thấy Văn cũng đang ở đó, vừa dựng xe, cô đã loạn choạng lao tới níu tay ái, hớt hải hỏi: "Chị, mọi chuyện là sao ạ?" sao lại không thấy bé Nhi? Chị bảo báo công an rồi, họ bảo sao ạ? À? Mọi người đã tìm những chỗ nào rồi? Con bé có thể đi đâu được chứ? Hu hu, nước mắt cố kiềm chế từ nãy không tiếng động ảo ảo chảy ra, nhã ôm mặt khóc, bờ vai run rẩy dữ dội. Trong lòng cô hoảng loạn vô cùng, con gái bỗng dưng không thấy người làm mẹ như cô biết phải làm sao đây? Lồng ngực như có một bàn tay bóp nghẹt không thể thở nổi ái và chồng ở bên cạnh cũng bối rối không kém, vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng. Anh rể là người tỉnh táo nhất lúc này lên tiếng: Công an họ cũng đang tìm kiếm rồi. Anh nhờ hàng xóm xung quanh check camera thấy con bé đi bộ một mình ra ngoài, không có ai dẫn nó đi cả. Nhưng ra hết đầu ngõ là đường lớn thì không thấy nữa. Ngoài đó cũng không có camera nên hơi khó. Bây giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi em ạ. À công an họ thông báo tìm kiếm rồi hu hu chờ làm sao được ạ à? con bé mới con năm tuổi nhớ có chuyện gì thì sao không được em phải đi tìm con bé văn giữ nhã lại ôm chặt cô vào lòng an ủi em bình tĩnh lại được không tình trạng của em thế này anh không yên tâm để em đi ra ngoài đường anh đưa em về em cứ chờ ở nhà nhỡ đâu con bé chỉ đi chơi đâu đó xong tự tìm đường về nhà thì sao Đến lúc đó không có ai ở nhà, con bé sẽ sợ lắm. Nghe anh, việc đi tìm con cứ để anh với anh rể đi là được em nhé." Nhã vẫn lắc đầu liên tục, nấc lên từng hồi. "Bình tĩnh, làm sao được? Nó là con gái của em, nhớ nó bị người ta bắt đi thì phải làm sao? Không được em phải ra bến xe, bến tàu để tìm con. Kìa em, anh cũng là bố của bé Nhi mà. Anh biết em lo cho con." anh cũng thế. Ruột gan anh cũng đang dối bời. Nóng như lửa đốt đây này. Nhưng anh là đàn ông. Đi tìm sẽ nhanh hơn em. Không được. Em phải đi tìm con. Nhiều người tìm càng nhanh hơn. Anh đừng cản em nữa. Không ngăn cản được nhã. Chẳng còn cách nào văn đành để cô đi tìm con còn mình đi theo cô. Mãi cho tới tối mịt vẫn không có tin tức gì của Nhi. Nhã gần như suy sụp Hai mắt vì khóc nhiều mà sưng húp lên đỏ mọng, cả người tiểu tụy văn trông thấy mà xót xa, càng hối hận vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của mình trước đây. Nỗi đau đớn và lo lắng khi lạc mất con gái quá lớn, nên nhã cũng không còn sức kháng cự hay cãi vã với văn nữa. Cô để mặc cho anh ôm vào lòng an ủi, như một con rối để anh lôi về nhà và ấn lên giường. Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm mà lòng cô thắt lại không biết giờ này con gái cô đang ở đâu nó có đói không có sợ hãi hay không nghĩ đến đó nước mắt lại không cầm được mà chảy dài ướt gối văn bưng bát cháo nóng tới bên giường nhẹ nhàng đặt xuống rồi lấy khăn ấm lau mặt cho vợ anh nhẹ nhàng nâng nhã dậy em ăn chút cháo đi anh mới chạy đi mua về đấy anh cũng lo cho con lắm nhưng càng vậy thì em càng phải ăn uống vào lấy sức để còn đi tìm con chứ em không ăn uống ngủ nghỉ sức người chịu sao nổi em mà ốm thì đi tìm con làm sao được có đúng không nhã từ từ ngồi dậy cầm khăn lau mặt văn bón từng thìa cháo cho cô nhưng vừa ăn được mấy miếng nước mắt lại rơi xuống nhã nghẹn ngào không biết con bé đã ăn gì hay chưa liệu nó có bị bỏ đói không hu hu con bé nó sợ tối lắm tối rồi mà không thấy em chắc nó khóc nhiều lắm khổ thân con tôi con đang ở đâu con ơi văn cũng không nhịn được mà đỏ hoe khóe mắt anh buông bát ôm lấy nhã trong đêm tối hai vợ chồng dựa vào nhau cùng sưởi ấm an ủi lẫn nhau trời mới tờ mờ sáng văn và nhã đã ra khỏi nhà bắt đầu cuộc tìm kiếm con gái nhỏ cùng một nỗi đau cùng một nỗi lo nên họ cũng không còn nhớ tới mâu thuẫn của mình thật may mắn buổi chiều ngày hôm đó công an gọi điện thông báo đã tìm thấy bé nhi hai vợ chồng hộc tốc chạy tới đồn. Vừa nhìn thấy con mình họ chạy vội tới ôm chầm lấy con bé. Cảm giác mất đi mà có lại được vỡ hòa cảm xúc. Nhã vuốt tóc con. Sờ nắn chân tay và khắp người con bé vừa kiểm tra vừa hỏi. Con đã đi đâu thế? Có biết mẹ lo lắng lắm không hả? Bé nhì mếu máu khóc. Tay vòng qua cổ. Đầu dựa vào vai mẹ thút thít. Con sợ lắm mẹ ơi. Cô kia là người xấu, cô ấy nói dối con, sau đó còn đánh con, muốn bán con đi hu hu. Mẹ thương, con ngoan không sao nữa rồi. Văn cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu con gái chậm rãi hỏi. Con đã đi đâu vậy? Sao con lại bị người xấu bắt đi? Con, con không muốn bố mẹ ly hôn nên con. Bố mẹ bạn Vân lớp con cũng ly hôn rồi. Không ai muốn nuôi bạn ấy cả có phải bố mẹ không ở với nhau nữa thì cũng sẽ không có ai nuôi con có phải không ạ? À? Hức con sợ lắm. Bạn Vân bảo phải tìm người lớn khuyên bố mẹ. Con muốn đi tìm bà nội. Hu hu. Hai vợ chồng nhìn nhau, đọc được từ trong ánh mắt đối phương sự bối rối. Họ không thể ngờ mâu thuẫn và quyết định nhất thời của mình đã gây ra sự tổn thương cho đứa bé đến vậy. Chỉ suýt chút nữa thôi họ đã phải hối hận suốt đời cứ tưởng rằng con còn bé chưa hiểu gì không ngờ cái gì con cũng biết. Văn nhẹ nhàng đặt nắm tay vào vai nhã. Cô nhìn anh không nói gì. Sâu trong lòng cô cũng đang rằng co và dây dứt. Tư tưởng đấu tranh. Liệu mình ra quyết định này có đúng không? Liệu có công bằng với con gái hay không? Động lại là một sự mờ mịt. Ly hôn sẽ là sự giải thoát cho cô. Nhưng nó trả lại cho con gái một gia đình tan nát. Chính cô và chồng đều chịu tổn thương từ khi nào tình yêu đã tan biến và quá khứ ngọt ngào thay bằng những ngày đen tối ngột ngạt như thế này. Hai vợ chồng đưa con về nhà. Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ. Buổi tối trong căn nhà hai tầng bỗng trở lên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không có tiếng cười đùa của con trẻ. Không tiếng tivi hay trò chuyện của vợ chồng. Văn ngồi lầm lũi như một cái bóng trên ghế sofa không rõ đang suy nghĩ những gì. Nhã cũng lặng lẽ đi qua anh cô chỉ muốn xuống để lấy nước mang lên phòng bé nhi con bé chắc chắn đã rất sợ hãi nên cô không muốn để con ở một mình quá lâu văn đột ngột lên tiếng nhã này em ngồi xuống đây vợ chồng mình nói chuyện một chút được không nhã ngập ngừng một chút rồi cũng ngồi xuống đối diện chồng anh muốn nói gì em không muốn xa con quá lâu sợ con bé sẽ giật mình văn nhìn sâu vào mắt nhã khó khăn thốt ra từng chữ vợ chồng mình. Không còn cách nào cứu vãn nữa sao? Anh thương bé Nhi lắm. Anh cũng vẫn còn yêu em rất nhiều. Còn cái là vô tội. Bị tổn thương nhiều nhất sau tất cả em à? Anh thừa nhận là thời gian qua mình đã quá thiếu trách nhiệm để em phải gồng gánh gia đình này một mình. Anh hứa sẽ sửa. Con người không ai hoàn hảo cả phải không em? Văn dừng lại. Trộm quan sát phản ứng của nhã. Cô ấy vẫn ngồi im giường như cũng đang suy nghĩ thấy thế anh tiếp tục có thể em đang rung động với một ai đó cũng có thể muốn ngã vào lòng người đàn ông lãng mạn hơn anh nhưng rồi mối tình đó sẽ đi đâu về đâu em có từng nghĩ chưa em đã nói không phải vì người nào khác mà anh vẫn không hiểu à ừ ừ nếu anh nói sai thì anh xin lỗi anh chỉ đang nói là có thể mà em đừng giận nhã hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không phản ứng gay gắt chỉ bỏ lại một câu em sẽ suy nghĩ thêm anh cũng đi nghỉ đi em sẽ ngủ với con hiện giờ con bé chắc còn đang sốc lắm em không yên tâm để nó ngủ một mình thấy vợ không đồng ý văn cũng hơi thất vọng tuy nhiên rất nhanh lấy lại tinh thần cô ấy không đồng ý nhưng cũng không phản đối gay gắt như vậy là còn hy vọng không phải sao chỉ cần anh thay đổi anh tin cô ấy sẽ bằng lòng tha thứ cho mình vậy là kể từ ngày hôm đó nhã chợt phát hiện ra chồng mình thực sự có sự thay đổi những việc mà trước đây văn coi là nhỏ nhặt không đáng nhắc tới đã được anh chú ý dù còn rất vụng về nhưng thực sự là anh đang cố gắng để sửa sai khiến nhã dần bình tâm lại con gái cũng vì thấy bố mẹ gần gũi và trở lại vui vẻ hoạt bát như xưa ý nghĩ ly hôn dần mờ nhạt trong lòng nhã nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn cho đến một hôm vừa bước chân ra khỏi công ty cô đã bị một người phụ nữ xinh đẹp chặn lại xin chào cô là nhã phải không vâng cô tìm tôi có việc gì tôi xin tự giới thiệu tôi là yến người yêu của anh tiến có thể mời cô rời bước tới quán nước đối diện một lúc được không tôi muốn trao đổi với cô về anh tiến dĩ nhiên nếu cô không muốn chúng ta sẽ nói ngay tại đây cũng được ngay khi cô gái kia giới thiệu thân phận nhã đã cảm thấy trước mắt mình tối lại nhưng sâu trong lòng cô lại có một sự nhẹ nhõm lạ kỳ giống như được giải thoát vừa ngồi xuống cô gái kia vào vấn đề luôn tôi và anh tiến yêu nhau được hai năm rồi chúng tôi cùng đi nước ngoài với nhau chắc anh ấy cũng kể với cô rằng anh ấy đi xuất khẩu lao động rồi nhỉ vâng cô cứ nói tiếp đi sau khi về nước chúng tôi đã gặp mặt gia đình hai bên Thế nhưng dạo này anh ấy có nhiều điểm lạ và khi nhắc đến việc kết hôn anh ấy lại né tránh. Tôi tìm hiểu và biết đến sự tồn tại của cô nên mới tìm tới. Tôi tin chắc rằng cô nhã đây không biết về tôi đúng chứ? Và mục đích của tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cô về mối quan hệ này. Hai người phụ nữ xa lạ ngồi lại với nhau vì cùng một người đàn ông, không có cái vã, không có đánh ghen hay chửi mắng, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện nhưng sau cuộc nói chuyện ấy đã thay đổi số phận của nhiều người. Bước ra khỏi quán, nhã hít sâu một hơi và thở dài thanh thản. Cô thích tiến là sự thật, nhưng cái thích đó chưa đủ sâu để nhã có thể vượt qua trách nhiệm cũng như đạo đức để tiến tới cùng anh. Sau sự việc của bé Nhi, nhã đã suy nghĩ rất nhiều cũng dây dứt thật nhiều. Và đâu đó còn cả sự áy náy đối với tình cảm của Tiến. Tiếng chuông điện thoại reo nhã cầm máy nhìn cái tên mà mình vừa nghĩ tới cô bình tĩnh nghe máy alo em nghe đây em đang ở đâu thế sao mấy hôm nay anh nhắn tin em đọc mà không trả lời có phải vì lời bày tỏ của anh lần trước đã tạo áp lực tâm lý với em hay không em yên tâm anh không có ý ép em phải chấp nhận hay chịu trách nhiệm gì về tình cảm này đâu anh chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình mà thôi xin em đừng vì vậy mà tránh né anh trong đầu nhã xuất hiện hình ảnh của cô gái quyến rũ ban nãy cô khẽ mỉm cười không phải vậy đâu ạ à? mấy hôm rồi em có việc bận không phân thân được nên cũng không có tâm trí để trò chuyện gì khác còn về chuyện tình cảm có lẽ em nên xin lỗi anh vì đã để anh hiểu nhầm chúng ta hãy cứ là bạn của nhau thôi anh nhé còn một thứ gì đó vượt ra khỏi tình cảm bạn bè thì em không thể em nghĩ anh xứng đáng với một người phụ nữ hoàn hảo và toàn tâm toàn ý với anh hơn em em sao tự dưng em lại anh không cần phải nói gì nữa đâu ạ à? nói thật em đã gặp yến bạn gái của anh rồi mặt tiến biến sắc anh bối rối phân bua em nghe anh giải thích anh và yến là khi ở đất khách tìm kiếm hơi ấm từ nhau nhưng khi gặp em anh mới nhận ra mình thực sự rung động anh không kiểm soát được trái tim mình anh sẽ nói rõ và chấm dứt với yến anh đừng như vậy yến là một người tốt hai người rất xứng đôi cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều em thực sự cảm kích và biết ơn anh nhưng cả hai chúng ta nên quay về đúng quỹ đạo của mình như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người anh yêu em là sự thật còn yến chỉ là tình nghĩa mà thôi anh có từng nghĩ người này tốt ắt còn người khác tốt hơn nếu một ngày nào đó anh lại gặp người khác khiến anh rung động thì sao chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có câu nói cuối cùng của cô đã thành công thuyết phục được cả cô và tiến dù vẻ mặt anh hiện rõ sự mất mát và buồn bã nhã nhìn về phía xa nơi mặt trời đang dần lặn xuống sau rặng cây đâu đó đã có một vài ngọn đèn le lói sáng lên và dần dần càng nhiều ánh đèn được bật sáng đâu đó trong những ngọn đèn ấy cũng có một nơi thuộc về cô nhã mỉm cười lau đi giọt nước nơi khóe mắt thật may mắn tất cả vẫn còn kịp hôn nhân bền lâu cần dựa vào trách nhiệm và lương tâm của mỗi người trong hôn nhân không có chuyện coi việc hưởng thụ là lẽ đương nhiên một căn nhà còn cần hai bên mái dựa vào nhau để che mưa chắn gió chỉ có hai người cùng xây dựng và hy sinh mới có được một gia đình bền vững xin mượn lời một câu nói rất hay không có một gia đình nào là hoàn hảo vẫn có cãi vã vẫn có chiến tranh thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài nhưng cho đến cuối cùng gia đình vẫn là gia đình nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu đời người mỏng manh mà vũ trụ lại tận cùng chính vì vậy hãy biết trân trọng người bạn đời của mình vợ chồng không chỉ cần yêu mà còn cần phải thương không chỉ cần tình mà còn cần nghĩa thì hôn nhân mới bền vững được quý vị có biết hạnh phúc lớn nhất của một người kể chuyện là gì không là được quý vị ủng hộ bằng cách để lại một like video điều này hoàn toàn miễn phí nhưng lại là động lực to lớn cho ekip tiếp tục tạo ra những nội dung hay hơn nữa một like nhỏ nhưng ý nghĩa thật to lớn cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe